Ở một thế giới tôn sùng nữ thần quang minh như cha như mẹ, thì Nhân Vĩnh Thanh, nhà mạo hiểm cấp quang minh ở đô thị địa thành lại mang trong mình mối hận cực lớn với kẻ được người người tôn kính. Cậu dẫn đầu đoàn tinh anh chiến đấu với thủ lĩnh ác ma, nhưng kết cục lại bị đồng đội phản bội, thân xác bị ác ma xé nát như miếng rẻ lau. Lần nữa được tái sinh, cậu trở thành lãnh chúa ác ma ngầu lòi, sở hữu sức mạnh hắc ám khủng bố và vô số nô tỳ tài năng. Kẻ căm hận ác ma nhất, giờ đây lại trở thành vị vua ác ma, đúng là nực cười. Nhưng oán niệm thiên sứ quá lớn, bất chấp bản thân căm ghét ác ma đến cùng cực, cậu phải nắm lấy nó để báo thù. Một bàn tay chống mạnh lên bức tường lem nhem máu đỏ, chiếc quyền trượng thủy thủ mặt trăng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Mục sư quang minh, Nhan Vĩnh Thanh chống toàn bộ cơ thể dưới mặt đất không ngừng run rẩy. Khóe miệng, những giọt máu đỏ thay nhau lăn xuống. Nhan Vĩnh Thanh không hiểu, tại sao, rốt cuộc tại sao, một thiên sứ tin phục quang minh như cậu lại phải đứng chung với ác ma cơ chứ? Nghe thấy Nhan Vĩnh Thanh kêu ca không tự nguyện, nữ thần quang minh, Kaiter vậy mà chỉ biết đứng chắp tay phía sau tên vua ác ma, Tenjerma cười hì hì. Lúc này, Kaiter cuối cùng cũng chịu lên tiếng, con người không thắng được trận chiến tranh này, cô chỉ là Dwada ra lựa chọn minh trí nhất mà thôi. Nghe tới đây, Nhan Vĩnh Thanh đã không thể chịu được nữa, một tay cậu chỉ thẳng về phía nữ nhân nhu nhược yếu đuối trước mặt. Nếu phải là do cô lâm trận phản bội, thì bọn họ vốn không có kết cục thảm như hiện tại đâu. Thấy đối phương phản ứng mạnh mẽ quá, tên Tenjerma liền giơ ra hai ngón tay về trước mặt. Bây giờ chỉ còn một người chữa trị là cậu thôi Nhan Vĩnh Thanh à, cậu có thể làm được cái gì cơ chứ? Cứ thế, theo đà ngón tay kia di chuyển, cả cơ thể Vĩnh Thanh theo đó cũng bị hất cao lên trên, trượng đáng yêu cũng vì thế mà rơi khỏi bàn tay yếu ớt. Nhìn qua cái lỗ nhỏ từ bàn tay của mình, tên Tenjerma vô cùng khoái chí. Sức mạnh của hắn cứ vậy xoáy sâu vào trong cơ thể nhỏ bé của cậu, chỉ cần nắm chặt một cái, máu tươi tức thì bắn ra tất cả. Lúc này, tiếng hệ thống liền vang lên bên tai, người đã nhận được hệ thống lĩnh chủ ác ma. Chuyện gì thế này, chẳng phải là Nhan Vĩnh Thanh đã bị thằng trả ác ma kia bóp nát rồi hay sao chứ? Lập tức chuyển đến đàn tế ác ma. Level 1, Nhan Vĩnh Thanh, lãnh chúa ác ma, ác nộ, dùng để giải phóng một phần kỹ năng, nhận được trong lúc chiến đấu, có thể rút được lượng lớn ác nộ trong linh hồn kẻ địch. Hai mắt đột nhiên bật mở ra, một tế đàn nhỏ hiện ra trước mặt, khắp không gian xung quanh chỉ toàn là quan tài gỗ, trông vô cùng hoang vắng. Bước đi trong nơi này, Nhan Vĩnh Thanh vô cùng khó hiểu, ánh mắt cậu quét qua khắp nơi trước mặt, chỗ này là sao, sao lại có tận 10 cái quan tài cơ chứ? Lúc này, hệ thống cũng hiện ra trước mặt, cậu hiện tại đã trở thành lãnh chúa ác ma mới, xin hãy cố gắng nâng cấp chỗ này để mở khóa 10 ác ma truyền thuyết ở đây. Cậu nhận được kỹ năng triệu hoán ác ma huấn phát, có thể triệu hoán linh hồn cá thể người chết có số cấp không cao hơn cậu, đồng thời đem chúng chuyển hóa thành ác ma để cậu sai khiến vĩnh viễn. Ác ma có thể thu trữ trong không gian ác ma, nhận được kỹ năng ác ma nô dịch thi phép 2 giây, có thể nô dịch tuyệt đại đa số ác ma có cấp thấp hơn. Cái này là đang đùa sao? Bao nhiêu năm nay Vĩnh Thanh đều theo đuổi chiến đấu của ác ma và quang minh, bây giờ lại để bản thân trở thành lãnh chúa ác ma của tà ác hay sao chứ? Là ăn miếng trả miếng à? Lúc này, từ một chiếc quan tài, luồng khí hắc ám của nó bỗng chốc tụ lại thu hút sự chú ý của Vĩnh Thanh. Nếu có thể lấy được sức mạnh này, thì cậu có thể báo thù cho thiên sứ rồi. Thiên sứ câu kết với ma cuối cùng lại bị ác ma giết chết, nực cười biết bao. Nếu đã vậy thì, phần sức mạnh này, cậu xin nhận. Lập tức bước vào bên trong đàn tế, một cột sét nhỏ bất ngờ tỏa ra, phóng thẳng lên bầu trời. Sau đó lại phóng về phía chiếc quan tài đang tỏa khí kia, từ một màu xanh u ám bỗng chốc lại bừng lên ánh sáng lấp lánh. Thiên sứ quang minh à, chờ đó đi. Vĩnh Thanh nhất định sẽ đến tìm cô tính sổ. Mà cùng lúc đó, ở một bên nọ, một chiếc mộ sơ sài được hoàn thành cho Vĩnh Than, nhìn vào bức ảnh của người trước mặt. Chiến sĩ mạo hiểm level 2 Tô Định Phong không khỏi tiếc nuối, tên kém cỏi này, thế mà lại bỏ anh em một mình đi chết. Nhưng còn chưa tâm trạng được bao lâu, bất ngờ, giọng nói của Vĩnh Thanh vang lên bên tai khiến cho Tô Định Phong giật mình thon thót, nói sao thì cũng phải lập cho thằng bạn này cái bia đá vững chãi chứ. Vĩnh Thanh chỉ lười biếng một chút, bia mộ đã được lập sẵn cho luôn rồi cơ á. Nhìn thấy bóng dáng này, Tô Định Phong sốc đến há hốc mồm, thật sự là Vĩnh Thanh mà, hàng thật 100% đó. Không kìm nổi được cảm xúc đang dâng trào bên trong con tim yếu mềm này, Tô Định Phong đã nước mắt ngắn nước mắt dài. Nước mũi dãi rớt cứ thế thay nhau chảy ra, tất cả bọn họ còn tưởng Vĩnh Thanh đây đã thật sự về chầu ông bà rồi đó. Cậu ta còn quét tận 5 năm cái mộ này cho cậu, mẹ nó Vĩnh Thanh đã đi đâu vậy, cũng không nói với anh em của mình một tiếng nào. Nghe tới con số này từ mồm thằng bạn, Vĩnh Thanh đương nhiên có vài phần sốc ẻ. Cảm giác của cậu cứ như mới ngày hôm qua, thế mà đã là 5 năm rồi sao, cậu chỉ mới ở đàn tế có một lát thôi mà. Ngồi trên con xe cúp của Tô Định Phong bon bon trên đường, Vĩnh Thanh không ngừng quan sát khắp mọi nơi, chỗ cái vách đá kia từ khi nào có thêm một cái tượng thiên sứ vậy nhỉ? Theo như Định Phong nói, trong đại quyết chiến sau khi thiên sứ đánh bại ác ma, con người đã lập ra thứ đó để cúng bái đó. Nhưng cái mà Vĩnh Thanh sốc nhất vẫn là, thiên sứ đánh bại ác ma rồi á,
đùa à, nhưng Định Phong không hề nói điều đâu. Nếu không phải Vĩnh Thanh nói sự thật cho cậu ta biết, cậu ta xém tin lời quỷ của thiên sứ rồi đó. Nhưng chuyện này cứ nói sau đi, bây giờ điều quan trọng nhất vẫn là chào đón Vĩnh Thanh trước. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa muốn ăn mừng trước, bây giờ vẫn là nên về nhà của mình thay đồ trước, sau đó trực tiếp đến địa thành đi. Nghe lời Vĩnh Thanh thì cũng được, nhưng Định Phong phải đi lấy tiền trước đã, 5 năm cậu không có ở đây có vài chuyện hơi khác rồi đó. Ú à chưa, đứng trước lối vào địa thành, Vĩnh Thanh không kìm được cảm xúc mà hét lớn lên, bây giờ vào địa thành mà còn cần tiền hay sao chứ? Đã thế vé vào địa thành cấp 1 là 1 vạn, còn phải lấy 80% chiết khấu, có cần đen tới vậy không? Nghe tới đây, tên đàn ông to con lập tức lên tiếng, chỗ nào đen chứ, 5 năm đều lấy cái giá này, đừng có mở mắt mà nói bừa. Có nghĩ qua nguyên nhân của mình không, bao nhiêu năm nay thu nhập không tăng, có nghiêm túc đánh địa thành không vậy? Lúc này thì Vĩnh Thanh không bình tĩnh nổi nữa, cậu tức điên lên, tên đầu dưa nhà mày. Mày xem cậu không đánh mày thành dưa lùn thì không còn là Vĩnh Thanh nữa, cuối cùng là lại để cho Định Phong tiến tới lôi về. Bao nhiêu năm trước, địa thành xuất hiện trên thế giới này, các quái vật trong địa thành bất cứ khi nào cũng có thể xông ra tấn công thế giới nhân loại. Do đó lượng lớn nhà mạo hiểm nhân loại xông vào DO91A5 thành chiến đấu với quái vật. Nhà mạo hiểm tinh nhuệ trong một lần chiến gần như hết, mà cậu lại là người duy nhất may mắn sống sót. Từ khi thiên sứ Quang Minh tuyên xưng đánh bại ác ma, công hội lớn nhỏ không còn xem địa thành là uy hiếp nữa, mà biến nó thành công cụ kiếm tiền của họ. Nhưng nói đi, Vĩnh Thanh vội vàng như vậy là có kế hoạch đúng không? Hiện tại, cấp của cậu bị tái lập lại thành cấp 1 rồi, Định Phong dẫn cậu đi nâng cấp, sau khi giết Vĩ Vương, cậu chuyển hóa nó thành ác ma. Đến rồi, thứ đó đang đến, ngay sau đó, từ bên trong một góc tối, con bọ cạp quái nhỏ level 1 liền bò ra. Với mấy con quái này, Định Phong liền sử dụng không gian phép mà phóng thẳng về phía trước, một khiên chắn trước móng vuốt của con bọ cạp, chuyên nghiệp cứa dọc ức lườn của con quái kia, trực tiếp tiêu diệt nó. Cứ thế, với sự cổ vũ của Vĩnh Thanh, Định Phong liên tục giết quái tăng cấp. Hiện tại, Vĩnh Thanh đã lên được cấp 2 rồi, cũng là nhờ chiến hữu tuyệt vời cậu đó. Tiếp theo, cậu sẽ cho Định Phong xem chút đồ tốt vậy. Ngay khi nói ra, Vĩnh Thanh liền truyền ra vài tia sét nhỏ, tận trung với ta, các ác ma. Sau tuyên bố này, xác của con bọ cạp đã bị xé nát, nay bắt đầu bùng lên lửa đỏ, sau đó trực tiếp biến thành ác ma chiến sĩ bọ cạp, tuyệt cả là vời luôn. Bước tới trước mặt ác ma mình tạo ra, Vĩnh Thanh có chút bất ngờ, vậy mà lại là hình thái người hay sao, xem ra có đặc trưng của ác ma, giỏi biến đổi hình thái đó. Còn bây giờ, cả hai cùng nhau đi dọn sạch tiểu quái trước Vĩ Vương thôi nào. Theo lệnh này của Vĩnh Thanh, hai con ác ma bọ cạp kia tức tốc phóng đi như bay, những nhát chém của chúng tung ra điều luyện. Chớp nhoáng, Vĩnh Thanh vì thế mà tăng kinh nghiệm vô số điểm, xem ra triệu hoán ra ác ma mạnh hơn quái nhỏ cùng cấp rồi. Đi theo bên cạnh, Tô Định Phong từ đầu tới cuối không khỏi trầm trồ, Vĩnh Thanh nói lúc ngủ tiểu đệ ở lại địa thành này tự động đánh quái. Vậy chẳng phải là có thể nằm nâng cấp rồi sao, quả thật là tuyệt vời. Mà lúc Vĩnh Thanh có được hệ thống là đã nghĩ qua rồi, nhưng bây giờ vé vào địa thành là hoa hồng, vào một lỗ một, trong lòng cậu cũng rõ, giết Vĩ Vương trước rồi mới nói được. Còn đang nói chuyện, bất ngờ một cái đầu nhỏ của ác ma bọ cạp bay tới trước mặt, không phải chứ, ACES ma băm quái nhỏ như thái rau bị giết chết rồi. Mà nhìn về phía Vĩnh Thanh, con ác ma kia chỉ biết xin lỗi chủ nhân của mình, bọn chúng không phải là đối thủ của thứ kia. Nhưng chẳng sao cả, vốn Vĩnh Thanh cũng không mong đợi ác ma cấp 1 này có thể đánh lại Vĩ Vương đâu. Đối diện với Vĩnh Thanh hiện tại, chính là con boss Vĩ Vương mà cậu nhắc tới, boss quật địa Malaker, chủng tộc. Theo quy tắc cũ, Định Phong liền tiến lên phía trước, Vĩnh Thanh cứ đứng sau lưng cậu ta. Nhưng lần này Vĩnh Thanh lại không định như thế nữa, lần này đổi cho cậu đứng phía trước đi, cậu tấn công kém. Cậu làm mồi, còn Định Phong nhắm chuẩn cơ hội tấn công đi, cứ tin vào cậu, sẽ không có chuyện gì đâu. Nói xong câu này, Vĩnh Thanh tức thì gọi con boss kia là tôn tặc, đã thế còn giơ ra ngón tay thân thiện xúc phạm nó. Ngay lập tức, một con boss lại bị sỉ nhục, con Vĩ Vương này liền gầm lên một tiếng tức giận. Bây giờ chính là lúc rồi, theo như kế hoạch, cả Vĩnh Thanh lẫn Định Phong liền tách nhau ra mà chạy về hai phía. Đúng như dự đoán, con Vĩ Vương kia liền đuổi theo kẻ vừa sỉ nhục mình hòng tấn công. Ngay khi cái hàm răng khổng lồ của nó há to ra định đớp tới, ánh mắt Vĩnh Thanh đột nhiên đổi màu, linh hồn chấn động. Ngay khiến cho con boss này trở nên phân tâm, Vĩnh Thanh liền lên tiếng ra hiệu cho Định Phong mau chóng ra tay. Nghe lời thằng bạn, ở bên này, Định Phong theo đà mà phóng về phía trước, một dao đâm mạnh vào đít con quái kia. Mà khi đòn này vừa tới, cũng là vừa đúng lúc linh hồn chấn động của Vĩnh Thanh mất đi hiệu quả của mình, tiếng hét của con boss theo đó cũng vang lên bên tai. Tiếp theo, cả cơ thể to bự tổ trưởng này liền đổ dầm xuống bên dưới mặt đất khiến cho nó vỡ vụn ra. Cứ thế, con boss kia liền đào hố mà chui tọt sâu xuống dưới lòng đất. Nhưng trước hành động này, Vĩnh Thanh vẫn còn thản nhiên lắm, đợt thao tác này của Định Phong, gọi là tiểu đao cắt mông đó, lần này còn mở mang rồi cơ. Nhìn thấy Vĩnh Thanh đưa tay ra miêu tả,
Định Phong có chút nghi ngờ, nếu không phải thì làm sao chứ, con boss này trừ mông và bụng ra, cả người nó đều là giáp đó. Yên tâm đi, Vĩnh Thanh là có cách của mình, lát nữa nó sẽ còn đánh lén cậu nữa, bởi vì cậu có thể định nó trong thời gian ngắn, và lại không có vũ khí. Do e ngại linh hồn chấn động của cậu, tỷ lệ lớn nó sẽ xuất hiện ở phía sau lưng. Định Phong chỉ cần đứng đối diện Vĩnh Thanh, duy trì khoảng cách một kiếm, nó vừa chui ra thì đâm luôn, cứ mặc kệ cậu. Thật sự không hổ là tài xế già có khác a, kinh nghiệm tác chiến cứ phải gọi là phong phú tuyệt vời. Và đúng như dự đoán, mặt đất phía sau lưng Vĩnh Thanh lập tức có rung động, ngay sau đó, con boss kia tức khắc xông thẳng lên chỗ cậu. Chỉ đợi có thế, Định Phong ở một bên liền cầm chắc kiếm mà vung tới, trực tiếp đâm thẳng vào bụng con boss kia. Cảm nhận được đau đớn, Vĩ Vương liền nhảy cẫng lên cao, chân lớn của nó theo đà mà xuyên thẳng qua khiên nhỏ của Định Phong. Ngay khi tới sát gần trong mắt nhỏ, tức thì nó dừng lại. Lúc này, Vĩnh Phong liền lên tiếng thúc giục Định Phong, cậu chỉ có thể giữ nó được một lát, mau chóng kết liễu nó đi. Không để đối phương chờ lâu, Định Phong tức khắc xông thẳng về phía trước, một kiếm chém chết con boss trước mặt. Trực tiếp làm rơi ra giáp bạo phản của Laker, level 2 khiên đỡ đòn cộng 5, hàm của Laker, level 2 dao ngắn sát thương cộng 5. Một tay Vĩnh Thanh đưa tới thu lại tất cả, tuy địa thành có khác, nhưng nơi đây lại có nhiều địa hình, có những thứ gần giống nhau. Cậu từng gáp qua boss loại hình này trong địa thành cấp cao, cho nên đoán cấp thấp chắc gần giống vậy. Đưa cho Định Phong khiên nhỏ, cả hai liền rời khỏi nơi này. Hiện tại, đứng trước mặt tên đầu dưa châu thiết, Vĩnh Thanh liền đấm tay lên bàn trước mặt hét lớn. Vật liệu địa thành mà cũng bị công hội hắn mua hết rồi sao? Theo giá các người cho chỉ có thể bán ở chỗ các người á. Nhưng thế thì sao? Vĩnh Thanh không phục. Trước mấy lời này, Vĩnh Thanh đã tức đến run người. Đã thế đối phương còn không biết điều mà giơ ngón tay thân thiện với cậu nữa. Thằng mất dạy mà. Nhưng suy cho cùng, nhìn vào đám đàn em của hắn, Vĩnh Thanh chỉ biết nuốt cơn tức vào trong mà rời đi. Nhưng còn quá đáng hơn, tên đầu dưa kia lại bắt cả hai phải bồi thường cho hắn chi phí thiệt hại về tâm lý nữa. Đến lúc này, Vĩnh Thanh đã không thể chịu được nữa rồi, hai mắt cậu sáng rực lên. Mà lúc này, trong khi tất cả đám đàn em đang xem TV bàn chuyện thế giới với nhau, tên đầu dưa kia lại đang ở trong phòng tối, khóe miệng liền rơi ra chút máu. Sau khi thành công thu hút đám đàn em tới chiếc xe bị phá hỏng, Vĩnh Thanh bất ngờ từ đâu xuất hiện. Ngay sau đó, khi trở lại, tên đầu chọc này đã không đứng vững được nữa, nét mặt trông không còn tỉnh táo, hắn đang bị trấn áp bởi linh hồn rung động. Bất ngờ, Vĩnh Thanh từ phía sau nhảy bổ ra, một chân sút thẳng vào mặt tên phía trước, tay cầm đao nhỏ đánh bay chúng đi. Trước tên đang dùng hỏa lực, cậu tức tốc phi tới, chỉ một nhát đã chém đứt cánh tay của tên kia. Một lần nữa sử dụng linh hồn chấn động, tất cả tên này đều bị chấn giữ. Thản nhiên bước tới cánh cửa trước mặt, Vĩnh Thanh ngay khi bước vào đã giật mình bất ngờ. Bên trong căn phòng này, tràn ngập âm khí, trên bàn còn đang có cặp chân dài quyến rũ, xung quanh chất chồng đủ loại thủ cấp. Và ngay giữa đó chính là tên đầu dưa kia, thì ra là trốn ở đây ăn người cơ à. Vĩnh Thanh đã từng nói, phải trả lại đồ cho cậu rồi mà. Nghe tới đây, tên đầu dưa tức thì triệu hoán hai quả cầu lửa nhỏ, định dạy cho Vĩnh Thanh bài học á, để xem hắn có xứng không. Khi nhìn thấy Vĩnh Thanh xông tới, tên béo kia tức thì phóng ra sức mạnh của mình để tấn công cậu. Nhưng mấy thứ kỹ năng cùi bắp này làm sao đủ tuổi khiến cho Vĩnh Thanh sợ hãi được chứ? Với kỹ năng chiến đấu điêu luyện của bản thân, cậu xoay người trên không 360 vòng, nhưng ánh mắt vẫn chỉ nhìn chằm chằm về thằng cha béo ú trước mặt khiến cho hắn trong phút chốc cảm thấy sợ hãi. Không để cho thằng cha này kịp thời phản ứng, Vĩnh Thanh tức thì cầm chắc dao nhỏ trên tay, xông về phía trước mà vung tới không ngừng. Đến lúc này, tên béo kia mới sực nhớ ra, tiểu tử trước mặt hắn kia đăng ký ở địa thành là người chữa trị level 1, nhưng sao thân thể này lại linh hoạt đến như vậy cơ chứ? Ngay lúc này, chiếc dao sắc bất giác chạy tới trước mặt tên béo kia khiến hắn không khỏi hoảng hồn. Đây chính là phản xạ thần kinh, lúc đánh trúng kẻ địch có thể kích thích thần kinh của người sử dụng, thoáng chốc tiến hành thêm một lần tấn công. Sau khi tránh khỏi đòn tấn công của Vĩnh Thanh, tên báo lập tức thở ra nhẹ nhõm, đúng là quá nguy hiểm mà. Nhưng còn chưa kịp thở ra được bao lâu, tên này một lần nữa sợ đến bay hồn xác, cái kính cận của hắn chỉ trong thoáng chốc đã nứt đôi ra. Lúc này, Vĩnh Thanh tức tốc tiến lên trước mặt của hắn, miệng cười cười khen ngợi, tốt lắm, biết phép thuật hệ hỏa lại còn biết bay nữa cơ à, đúng là có giá trị để làm nô lệ của cậu quá mà. Nói xong câu này, một đường rạch dài kéo trên mặt tên đàn ông kia, từ từ chảy máu, sau đó từ trong miệng hắn liền chui ra một cánh tay cơ bắp. Nhìn thấy biểu hiện này, trong tích tắc Vĩnh Thanh đã khựng lại, sau đó một tiếng động lớn liền vang lên, đất đá theo đó mà vỡ nát bắn tung tóe. Ngay sau đó, dưới ánh trăng sáng lấp lánh, một bóng đen hiện ra. Hắn chính là ác ma tinh anh level 2, bằng địch người đốt cháy. Sau khi thiêu rụi thân thể của tên béo kia, tên ác ma này lập tức tỏ ra cái vẻ bất ngờ. Hắn còn tưởng tên mập chết tiệt kia gặp phải đối thủ mạnh cỡ nào, chẳng qua chỉ là một nhà mạo hiểm level 2 thôi à, chỉ có điều. Trong lúc không cẩn thận lại nỡ đốt cháy ký chú mất tiêu rồi,
Tiếc ghê á, lần này lại phải đi tìm ký chủ mới thôi, thật quá phiền phức. Mà lúc này, trước bóng hình tên ác ma kia, nhân lúc hắn phân tâm, Vĩnh Thanh liền đưa tay của mình ra mà thi phép, nô dịch ác ma. Nhưng thật không ngờ, khi khí tức khi vừa mới tỏa tới, tên ác ma này tức tốc bay đi. Tuy hắn không biết Vĩnh Thanh định làm cái gì, nhưng kỹ năng thi phép dài như vậy không thể nào đánh được hắn đâu. Tiếp sau đó, tên này liền lướt qua lướt lại tạo nên những đường sáng trong không gian tăm tối kia. Cùng với đó là tiếng cười phá lên của hắn, có phải là không thể theo kịp được tốc độ của hắn nữa rồi phải không? Nhân lúc Vĩnh Thanh đang đứng bàng hoàng, một ngọn lửa tím bất giác bay tới bên cạnh cậu. Nhưng với đòn tấn công này, Vĩnh Thanh rất nhanh đã lấy đà mà phóng lên trên cao, thành công thoát khỏi tình cảnh bị thiêu chết. Tuy vậy, trong thoáng chốc, Vĩnh Thanh không khỏi bất ngờ, cái chỗ mà ngọn lửa kia bắn tới, vậy mà lại đang chảy rỉ ra, đốt xuyên cả mặt sàn, không hổ là phép thuật tinh anh cấp 2 mà. Còn mấy tên bên dưới lầu kia, chắc là không sống nổi được nữa rồi đó. Liếc nhìn về điều kiện bây giờ, không gian thì nhỏ hẹp cộng thêm phép thuật lửa của tên ác ma tinh anh kia, chỗ này quả thực bất lợi cho Vĩnh Thanh, cậu phải đổi chiến trường mà thôi. Không chần chừ thêm phút nào nữa, Vĩnh Thanh liền cong giò bỏ chạy trước sự ngơ ngác của con ác ma kia. Nhưng rất nhanh, con ác ma này đã phản ứng kịp mà phóng đuổi theo. Vĩnh Thanh tưởng rằng chui vào rừng thì có đồ che sao, lửa của hắn không phải là lửa thường đâu đó. Mà đây chính là lửa đến từ địa ngục, có hiệu ứng đặc biệt của thời gian đốt cháy. Bất luận cậu có trốn sau thứ gì, cuối cùng cũng sẽ hóa thành tro mà thôi. Đi lướt qua những cái cây cao lớn, tên ác ma tinh anh hùng hùng hổ hổ tìm kiếm con mồi của mình. Mới có cười một tí thôi mà đã không thấy tiểu tử kia đâu rồi, cậu cứ như con chuột nhắt ý nhỉ. Không những thế, hắn còn có thể cảm nhận được, con người như cậu có chút không giống với tên thủ level 2, thật sự rất gian xảo luôn đó. Cảm nhận có khí lực nào đó đang tiến gần, tên ác ma tức tốc xoay đầu nhìn lại, nhưng chưa kịp phản ứng. Một đường dao sắc bén bất ngờ chém thẳng trước mặt của hắn, trực tiếp chém vào cặp đùi cơ bắp kia. Trước đòn tấn công này, tên ác ma đương nhiên đã bị chọc giận rồi, một tay hắn nắm chặt ngọn lửa sáng chói của bản thân, lấy đà mà tung về phía trước. Nhưng với mấy thứ đòn đó, Vĩnh Thanh chỉ nghiêng người sang một bên đã thành công tránh được sát thương này. Một cơn gió cực mạnh thổi tới, tên ác ma theo đó tức tốc phóng thẳng về phía trước, nét mặt đã cau lại đôi chút rồi. Một tên chuột nhát yếu đuối mà lại dám đả thương một ác ma như hắn sao, để xem khi bắt được hắn có lột da cậu ra hay là không nhá. Cứ vậy, cả hai bên vừa chạy vừa nhìn nhau đắm đuổi, song song một đường, tên ác ma tức thì đưa tay của mình về phía Vĩnh Thanh. Ngọn lửa tím hồng theo đó cũng hiện ra theo, lần này có vẻ như hắn đã khóa được cậu rồi đó. Nói xong câu này, ngọn lửa hồng hào liền được tung ra, trực tiếp thiêu rụi hết tất cả những cái cây lớn mà nó đi qua, tạo ra một vụ nổ không kém gì bom nguyên tử. Nhưng khi thứ lửa kỳ lạ kia đánh tới, cũng là lúc Vĩnh Thanh vận dụng tốc độ của bản thân mà tránh được nó, mặc kệ cho lửa có đang thiêu rụi những tán cây xanh xanh kia. Lúc này, khi chạy tới một vách đá nhỏ trong rừng, Vĩnh Thanh mới chịu dừng lại, ngước đầu nhìn lên cậu có chút bối rối. Mà hiện tại, tên ác ma kia cuối cùng cũng đã đuổi tới, đừng có tưởng cậy mình tuổi trẻ dai sức, gầy hơn hắn có tí mà đòi thoát được nhé, bây giờ thì tự chui vào đường chết rồi đó hả? Thấy tiểu tử trước mặt đang hoang mang làm cái gì đó, tên ác ma này chẳng mấy quan tâm, một tay hắn đưa về phía trước. Ngọn lửa hồng lần nữa lại ánh lên, để xem đến bước này rồi, thì Vĩnh Thanh còn có thể trốn đi đâu được nữa đây. Ngay sau lời này, tên ác ma kia tức thì tung ra ngọn lửa khủng bố của mình, bắn thẳng về phía trước mặt của Vĩnh Thanh. Cứ vậy, sức mạnh khủng bố của thứ lửa kia liền bùng lên, thiêu rụi tất cả những gì nó đi qua, tạo ra một vụ nổ vô cùng lớn, cả một vách đá khổng lồ theo đó cũng bị phá vỡ trong tích tắc. Nhìn thấy vách đá bị lửa lớn thiêu rụi không còn lại thứ gì, tên ác ma kia vô cùng hạnh phúc, vậy mà không để lại chút tàn tích gì luôn đó. Tên mập trước đó có bệnh tiểu đường, ngày nào cũng phải trích thuốc làm cho hắn sắp tuột đường huyết luôn rồi. Vẫn là nên đổi ký chủ đi, rút kinh nghiệm không thèm tìm tên nào mập mập nữa, nhưng đổi tên nào thì tốt nhỉ? Còn đang mải mê suy nghĩ, bất ngờ, hai chân của tên ác ma này liền bị kéo xuống lún mất một đoạn dưới đất. Từ bên dưới, một cái móng vàng liền hiện ra, sau đó quặp mạnh vào cặp đùi rắn chắc của tên bên trên. Ngay sau đó, tên ác ma này tức thì bị nhện lớn quặp lấy toàn thân mà xem như con mồi, thật không ngờ là còn có tay sau nữa cơ à. Nhìn đi khắp mọi phía, tên ác ma không khỏi khó hiểu, tên con người kia chắc chắn đã hóa thành cho rồi cơ mà, lấy đâu ra con nhện nhện này cơ chứ. Bất ngờ, tên ác ma liền nhìn về một cái lỗ lớn vừa đủ cho thân xác một con người bên dưới lòng đất, chẳng lẽ trước khi hắn tung chiêu lớn, tiểu tử kia đã chuẩn bị xong rồi sao? Nhân lúc hắn tưởng thắng chắc mà buông lỏng cảnh giác đến mặt đất, mới để nô tỳ hiện thân hạn chế hắn. Nhưng ở mức độ này mà đã muốn lật kèo rồi sao? Còn định tung ra thêm lửa nóng, tên ác ma bất giác giật mình khi từ đâu một cái dây xích vung tới quấn chặt lấy cổ của hắn. Lúc này, Vĩnh Thanh với khí lực quỷ dị hùng hổ bước đến bên cạnh tên kia, gằn giọng bắt hắn dừng mọi động tác. Trước khí lực này, tên ác ma quả nhiên đã bị dọa cho sợ tụt quần, toàn thân không khỏi run rẩy.
Lúc này, Vĩnh Thanh liền ra lệnh cho Lây Cơ buông tên này ra, sau đó liền ra lệnh cho hắn mau chóng giao đồ trên người ra. Trước lời này, tên ác ma kia như bị thôi miên, ngoan ngoãn lục lọi trong không gian của mình mà lấy ra vô số trang bị rồi vàng bạc. Tiền tên mập tham lam kia đã được đổi thành vàng thỏi, còn có chút trang bị lẻ này, các tiền tài khác đều ở kho của công hội rồi. Tính sơ qua, chỉ đống vàng này đã hơn 1.000 vạn, chỉ là chặn đứt thu nhập địa thành cấp thấp đã đáng sợ như vậy rồi. Còn đang mải mê suy nghĩ, Vĩnh Thanh bất giác giật mình khi thấy có cảnh báo từ hệ thống, mục tiêu sắp thoát ly khỏi trạng thái bị nô dịch. Lúc này, từ trong bàn tay của tên ác ma kia, ngọn lửa hồng lại dập dờn hiện lên, sau đó hắn thẳng thừng bắn về phía Vĩnh Thanh với nét mặt không thể hả hê hơn. Nhưng với tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của bản thân, Vĩnh Thanh tức thì thụt người xuống bên dưới, thành công tránh được đòn tấn công kia. Tiếp đó một dao nhẹ nhàng lấy đi cái thủ cấp của tên ác ma béo ú. Chỉ với đòn này, Vĩnh Thanh liền thu về 300 điểm kinh nghiệm cho bản thân, tăng lên level 3, nhận được đặc quyền lãnh chúa. Ngay sau đó, với khí tức hắc ám, Vĩnh Thanh liền quay đầu nhìn về thân xác kia, tận chung với ta, ác ma. Cứ vậy, lần này, Vĩnh Thanh đã thu phục được tên ác ma ngu xuẩn này, nô lệ thứ 3 của cậu, chỉ có điều lại trở về level 3. Địa thành cấp thấp bị công hội lưu mạnh cắt đứt, việc gấp hiện giờ là tìm được địa thành không chịu quản chế. Nếu là tên ác ma này, chắc là biết rõ các quái vật khác đang ở đâu nhỉ, mau chóng dẫn cậu đi tìm địa thành của chúng đi. Sáng hôm sau, tại nhà của Định Phong, cậu nhận được một bưu kiện kỳ lạ, vừa nặng lại còn vừa lớn nữa chứ, không lẽ là có người chơi xấu cậu, gửi thêm mấy cái cục gạch. Nhưng khi Định Phong vừa mới mở món hàng này ra, một cái khiên lớn đập thẳng vào mắt cậu, tiếp đó là bức thư mà Vĩnh Thanh gửi tới. Khiên đã lấy lại cho cậu rồi, vàng đừng mang đi làm từ thiện hết, để lại chút cho mình đi, hôm nào muốn đến địa thành chơi thì tìm cậu. Cầm lấy cái khiên của chính mình, Định Phong vui lắm, nhưng cầm vàng lên cậu còn vui hơn, đây là lần đầu tiên được cầm vàng cục trên tay luôn đó, đúng là phát tài rồi. Lúc này, sau khi để cho tên nô lệ thứ 3 giao hàng tới cho Định Phong, Vĩnh Thanh vô cùng hài lòng. Nhưng nó có chắc là địa chỉ cho cậu đúng không đó, đây chẳng phải là một trong những thần điện quang minh sao? Lý do mà tên ác ma kia giới thiệu chỗ này là gì? Theo như tên ác ma này giải thích, sức mạnh của quang minh thần sứ là do mấy thần điện lớn nhỏ chống đỡ, đóng một thần điện, sức mạnh của cô ấy sẽ nhỏ đi một phần. Cùng lúc đó ở một bên khác, trong đống đổ nát kia, một tên đàn ông liên tục hỏi đám người xung quanh về em của mình. Hắn là nhà mạo hiểm level 3, công hội Châu Dết, bộ trưởng bộ quản lý kho báu Châu Đồng. Theo như khám định của tất cả, thì mọi thứ tại nơi này đều bị cháy thành cho hết rồi. Theo như thông tin tìm được, đây là một loại phép thuật lửa đặc biệt mang theo hệ thời gian mà bọn họ chưa từng gặp qua. Trong nhà mạo hiểm cấp thấp trong sổ cũng không ai nắm được loại phép thuật này. Điều quan trọng nhất là, bất luận dùng thủ đoạn gì, nhất định phải hỏi ra được tung tích của một vạn đó. Tên Châu Đồng này không quan tâm gì khác, người chết thì cũng chết rồi. Tiền mới là thứ quan trọng nhất. Nếu thiên sứ biết được bọn chúng tùy tiện bị người ta lấy đi một số tiền lớn như vậy, sau này rất có thể sẽ không chiếc cố bọn chúng nữa đâu. Mà lúc này, một tên kỵ sĩ quang minh sa đọa level 3 tức thì khuỵu hai chân của mình xuống dưới mặt đất, sau đó đổ gục xuống, trực tiếp cộng thêm 8 điểm kinh nghiệm cho Vĩnh Thanh. Cậu nói lại lần cuối, suy nghĩ đến các người cũng là suy nghĩ cho cậu đó. Vĩnh Thanh từng là hệ quang minh, cậu chấp nhận sự đầu hàng của mấy người, giao súng chứ không giết. Nhưng có vẻ như mấy lời này của cậu chẳng hề có tác dụng với mấy tên binh sĩ kia. Một đòn chúng vung tới tấn công, cũng là lúc Vĩnh Thanh nghiêng người mà vung đao đáp trả, quả là chấp mê bất ngộ mà, nói mãi không nghe thì chỉ có một cái kết mà thôi, đó chính là chết. Cứ thế, thủ cấp của một tên binh sĩ cao lớn lần nữa được gỡ xuống khỏi cái cổ gầy. Ngay sau đó, khi một tên khác cầm kiếm lớn định xông lên, Vĩnh Thanh tức thì trợn mắt lườm hắn, linh hồn chấn động. Chỉ với chiêu này, cậu đã có thể dễ dàng đẩy lùi được tên binh sĩ kia. Không còn cách nào khác, mấy tên còn lại lập tức cùng nhau hợp lực xông lên định hội đồng Vĩnh Thanh, bọn chúng muốn dùng thịt để đẩy cậu xuống cầu này. Nhưng làm gì có cái chuyện đuổi Vĩnh Thanh đi dễ dàng như thế, hai cậu trực tiếp đỏ lên, linh hồn rung động lên sàn. Chỉ có điều, lần này lại bị hệ thống nhắc nhở, ác nộ không đủ. Mà cùng lúc đó, đám binh sĩ to lớn kia với cái khiên cứng cáp của mình đang hồng hộc xông tới. Trước đòn này, Vĩnh Thanh tức tốc dùng chân mà bật nhảy lên cao trong sự ngơ ngác của đám người bên dưới. Sau đó một chân cậu sút mạnh vào đầu một tên gần nhất, tay cầm kiếm sắc liền vung lên chém bay thủ cấp tên tiếp theo. Nhìn thấy đám quân bên trên đang luống cuống với một tiểu tử level 2, Hứa đằng sau không đánh mà nói như đúng rồi. Đối phương chỉ có một người, sao đám binh sĩ được rèn luyện như chúng lại không thể ngăn chặn lại cơ chứ? Nhưng chẳng mấy quan tâm đến lời tên kia, đám binh sĩ hiện giờ chỉ để tâm bóng hình của Vĩnh Thanh trước mặt, hiện tại chúng không thể lui ra sau nữa rồi, lui nữa giám quân sẽ ra tay đó. Không chịu được một màn búi nhùi lộn xộn này nữa, tên tinh anh level 3, giám quân kỵ sĩ quang minh sa đọa tức thì vung rìu lớn trên tay lên trên đầu. Ngay khi một tên binh sĩ kịp thời phản ứng, cái rìu của tên này đã đánh xuống bên dưới, rung động mạnh tới độ như muốn xé tan mặt đất, thổi bay đi tất cả đám người ở đây.
Cứ thế, mặc kệ cho có là quân địch hay quân ta, một khí tức khủng bố được tung ra, trực tiếp xé tan xác đám người trước mặt, kéo lê trên mặt đất một vệt dài cùng làn khói trắng bốc lên nghi ngút. Nhưng bất ngờ chưa, từ bên trong làn khói kia, một giọng nói bất ngờ vang lên, chỉ vì đối phó cậu mà tùy tiện tiêu diệt toàn thuộc hạ sao, các người còn giống ác ma hơn bằng địch của cậu nữa. Nói tới đây, bằng địch ở một bên không khỏi hắt xì, đang chuẩn bị đi tìm địa thành mà lại bị nhắc tên rồi. Từ đằng sau khiên lớn, Vĩnh Thanh trực tiếp ngoi đầu ra, cũng may là lây cơ của cậu đỡ thay đòn này cho đó. Ngay sau đó, Vĩnh Thanh tức thì giơ ra ngón tay thân thiện của bản thân về phía tên hung ác trước mặt, để cậu phiên dịch cho hắn tiếng kêu của lây cơ nhé, đó chính là rác, khinh bỉ ngươi, holy bitch. Đứng trước Vĩnh Thanh, tên giám quân kia lạnh lùng cất lời, đối với hắn, một nhà mạo hiểm như con kiến. Còn có thêm một ác ma thấp hèn, hắn nhất định sẽ để cho bọn cậu phải hối hận vì bước vào vùng đất thánh này đó. Nói xong câu này, tên giám quân một lần nữa nhấc cái rìu nghìn cân của mình lên, sau đó một đường trực tiếp bổ xuống. Ngay sau đó, một cái đầu sinh ngoan yêu tức thì rơi xuống, cùng với đó, tên bên cạnh run lên liên hồi vì quá sợ hãi. Miệng thì liên tục cầu xin đối phương đừng có giết mình, cậu ta chưa muốn lên bàn thờ ngắm gà sớm như vậy đâu. Đứng trước tên đàn ông đang hoảng sợ tột độ này, một gã khác đứng trước mặt liền ra chiếc điện thoại 16 Pro Max bản giới hạn của mình ra. Hắn đang tìm người trong hình này, 3 năm trước là người của công hội các người đó. Sau khi rời khỏi công hội, chỗ ở mới của hắn là không được cập nhật, nghe nói là tên này còn đang liên lạc với hắn đó. Nhìn thấy nét mặt của Tô Định Phong trong hình, tên tóc xoăn kia mặc dù sợ vãi ra quần nhưng tức thì nhận ra ngay. Trước lời này, tên mạo hiểm thích khách level 4, Natahô liền trừng mắt lên gằn giọng, hắn đang ở đâu? Nhìn cái đầu ngoan sinh yên ngay trước mắt, tên tóc xoăn không khỏi hoảng hồn. Chủ tịch của công hội bị người này giết trong một thoáng, nếu như hắn chơi tâm cơ thì cho dù một giây chắc cũng sẽ bị giết như này nhỉ. Không còn cách nào khác, để bảo vệ tính mạng của mình, tên tóc xoăn liền khai ra Định Phong đang sống ở khu giao nhau số 305 giao nhau giữa đường 20 và đại đạo 20. Ngay sau khi khai báo xong, tên này tức thì cong giò lên bỏ chạy, nhưng có vẻ như hắn tin người quá rồi, tên Natahô kia chính là lừa hắn đó. Cười lên một cách man rợ, Natahô liền phẩy bàn tay của mình lên, ẩm chém, ma pháp chi nhậm, tức thì cắt đứt đôi người của tên tóc xoăn ra. Lúc này, tại nhà của Định Phong, tiếng chuông bất ngờ vang lên, chẳng lẽ lại có biểu kiện à, nhưng khi cậu vừa mở cửa ra, cái khuôn mặt của Natahô trình ình đập thẳng vào mắt với nụ cười không thể nào tỏa nắng hơn. Lúc này, ngồi trên ngai vàng rực rỡ, tên chiến binh bất giác giật mình khi nhìn thấy phía xa xa có bóng người xuất hiện, đó chính là Nhan Vĩnh Thanh level 4 đang bước vào đó. Nhìn thấy bóng dáng của cậu, tên đàn ông này vô cùng thắc mắc, sao lại có sâu được thả vào nơi này thế nhỉ? Giám quân là đang làm cái gì, ngủ hết rồi hay sao? Nghe tới cái tên này, Vĩnh Thanh tứ thì đấm hai tay vào nhau cái bốp, a à, cậu quên mất. Ngay sau đó, từ bên trong không gian cá nhân của mình, Vĩnh Thanh trực tiếp quẳng tới trước mặt tên kia một món đồ, chắc là hắn đang nhắc tới cái này rồi nhỉ? Lăn lông lốc mấy vòng rồi dừng lại dưới chân của tên kia, cái đầu của giám quân trực tiếp đập thẳng vào mắt hắn. Đúng là giám quân kia đã ngủ rồi, chỉ có điều lần này sẽ không có tỉnh lại nữa đâu. Nhìn thấy thứ dưới chân, tên đàn ông kia không khỏi suy tư, vậy mà có thể giết một con tinh anh level 3 mà không bị thương gì cả sao, xem ra Vĩnh Thanh này cứng hơn sâu thường một chút rồi đó. Nói xong câu này, tên kia tức thì cầm lên vũ khí của bản thân, tuy là cậu khá khẩm hơn đám sâu bọ bên ngoài, nhưng cậu vốn không biết bây giờ bản thân đang đối mặt với ai đâu. Vì sao tên này lại nói thế ư? Đơn giản là vì hắn chính là Quang Minh Sa Đoạ đoàn trưởng đoàn kỵ sĩ thánh lực tài quyết giả, Agas, level thì không thể biết được. Trước phong thái tự tin của tên này, Vĩnh Thanh liền tạo ra một lỗ nhỏ từ tay mà sử dụng linh hồn chấn động. Nhưng thật sự ngoài dự tính, cấp mục tiêu hiện tại quá cao rồi, linh hồn chấn động của cậu đã bị chống lại. Không để cho Vĩnh Thanh kịp thời phản ứng, tên Agas kia tức tốc phóng vút lên cao, tay cầm kiếm lớn vung xuống đánh cái rầm, tiếp đó là một đường vung kiếm sang ngang. Trước đòn tấn công này, Vĩnh Thanh rất nhanh đã rút ra bảo kiếm của mình, rồi chặn lấy đường chém đầy mạnh mẽ của đối phương. Chỉ có điều, sức lực giữa hai bên chênh lệch nhau là quá lớn, chỉ trong tích tắc Vĩnh Thanh đã bị đối phương hất bay lên trên trời cao. Trước đòn này, trong phút chốc Vĩnh Thanh không khỏi suy tư, sức mạnh và tốc độ của con boss kia mạnh hơn lính nhỏ lúc trước quá nhiều đi. Một lần nữa, Vĩnh Thanh lại xoay người 360 vòng trên không, từ bàn tay của mình tụ ra một luồng khí lực hắc ám, sau đó ngọn lửa hồng quen thuộc liền được tạo ra, bắn thẳng về phía tên boss lớn kia. Trước đòn phản công này, Agas tức khắc đưa thanh kiếm khổng lồ của mình lên chắn trước mặt, khiên thánh lực. Cứ thế, cả hai luồng sức mạnh liền va vào nhau, sau đó liền nổ tung ra, khói bụi bay nghi ngút che lấp cả hướng nhìn. Sau khi vụ va chạm này tan biến, đứng trên mặt đất nứt vỡ, bóng dáng tên Agas kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn chằm chằm vào thánh kiếm của mình, tên này không giấu nổi vẻ bàng hoàng của bản thân. Khiên thánh lực của hắn có thể có phòng ngự mạnh nhất cùng cấp sao, nhưng tại sao vẫn bị kỹ năng lửa cấp thấp này đánh tan cơ chứ? Rốt cuộc là vì sao?
Không để tên này kịp phản ứng, Vĩnh Thanh từ chỗ nào bất ngờ xông tới, một dao cậu đâm thẳng vào cái mũ sắt lớn trên đầu tên Agas kia, khói đen theo đó cũng bay ra nghi ngút. Lúc này, Jun Jun quay lại liếc nhìn tiểu tử to gan đang bám trụ trên người mình, tên Agas coi bộ tức lắm. Vậy mà lại mượn xương khói để mà đánh lén sao, tiểu tử này cũng quá không có đạo đức rồi đó, tiểu nhân phải gọi bằng cụ. Trước lời khen này, Vĩnh Thanh chỉ cười sảng khoái, chú em cứ khen thế làm anh ngại lắm đó, lời này nhảy ra từ họng của chú em, thật sự khiến cho anh đây phải phụt cười đó, hài hước ghê. Chẳng phải mấy người thị phụng nữ thần quang minh phản bội loài người sao, thế thì đạo đức mà chúng nói đến là cái thứ gì ấy nhỉ, nó đang ở đâu mất rồi. Nhưng trả lời sao, làm gì còn có cơ hội cho tên Agas này trả lời nữa, trước câu nói đầy châm biến kia, hắn cứ vậy mà khuỵu hai chân rồi gục xuống. Bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm không ngừng run lên. Ngay lúc này, học tập Vĩnh Thanh, tên Agas tức khắc vung kiếm chém thẳng về phía sau lưng mình. Nhưng với đòn này, Vĩnh Thanh rất nhanh đã nghiêng người tránh được, chỉ có điều vẫn không tránh khỏi bất ngờ đôi chút. Lúc nãy rõ ràng là cậu đã đâm vào điểm yếu của hắn rồi mà nhỉ, sao còn có thể phản công cơ chứ? Mà này, một luồng sáng đột nhiên bao quanh lấy cái cổ của tên Agas kia, quả đúng như Vĩnh Thanh nghĩ, đó chính là thuật điều trị. Hiệu quả của thuật điều trị thần trí trên mục sư của mình nữa, mà cái thuật đó của cậu không cứu được người sắp chết mà. Mà lúc này, mặc kệ cho phía sau thân mình đang chảy ra một đường máu, tên Agas vẫn nghiến răng mà dùng lực hất mạnh Vĩnh Thanh lên trên cao. Tiếp đó, một tay hắn cầm kiếm sáng, hồn bay phách tán đi, con sâu thấp hèn kia. Cứ vậy, quang minh thánh thiểm được tung ra, một nguồn sáng khổng lồ bắn thẳng về phía trước, cảm tưởng như muốn thiêu rụi tất cả chúng sinh. Đối với đòn tấn công này, Vĩnh Thanh vậy mà không chịu tránh đi, để rồi thứ sức mạnh ấy bắn xa vạn dặm. Cho đến khi nó kết thúc, cũng là lúc mà tên Agas này không thể thấy được bóng dáng của Vĩnh Thanh đâu. Thản nhiên quay đầu bước về cái ngai vàng của mình, tên này không ngừng lẩm nhẩm trong miệng. Người của công hội châu giết sao vậy chứ, ngay cả trông cửa cũng không xong, lại thả cho cái loại rác này vào hành hắn. Còn chưa kịp đặt đít lên lại ngai vàng của mình, tên Agas này tức thì khựng lại, đột nhiên bên tai hắn lại vang lên một giọng nói. Nhớ ra hắn là ai rồi đó, nghe tới đây, tên Agas này tức thì quay ngoắt đầu nhìn lại, tiểu tử đó sau đòn kia vậy mà còn sống sao. Lúc này, đứng đối diện với tên boss này, khóe miệng Vĩnh Thanh liền cong lên, nhiều năm trước cậu còn là người mới. Có người bạn bị người của công hội châu giết cướp đồng khoáng ma thạch hiếm, còn bị đánh cho gần chết nữa. Người bạn đó tìm được tòa án nhà mạo hiểm, tưởng có thể lấy lại chính nghĩa cho bản thân mình, kết quả đồng đội ngược lại bị phán cướp đoạt tài nguyên của người khác. Bị tước đi tư cách nhà mạo hiểm, mà kẻ ác đó, chỉ vì thân phận tinh anh công hội lớn, không chịu bất kỳ trừng phạt nào, level 3, công hội châu giết châu đồng. Lúc đó, người đưa ra quyết định nghịch thiên này, chẳng phải là ngươi còn đang làm ở tòa án sao? Nghe tới đây, tên Agas kia tức thì lên tiếng, bọn chúng trên có nữ thần chiếu cố, dưới có tín đồ vô số, nhà mạo hiểm yếu hèn kia có thể làm gì được bọn chúng chứ? Lúc này, hắn liền tụ vào thanh kiếm của mình khí lực sáng choang, chiêu lúc nãy để cho Vĩnh Thanh né đơn thuần là vì hắn hơi khinh địch mà thôi, kiếm tiếp theo, khóa tất chúng, cậu chắc chắn không thể né được. Cứ vậy, tên Agas này liền rút mạnh kiếm trên mặt đất lên, thánh lực tài quyết. Chỉ cần hắn đưa ra tài quyết có tội, thì người chết chắn chắn là cậu đó. Trước đòn này, Vĩnh Thanh nhanh chóng nhảy về phía sau, tiếp theo chính là thanh kiếm của tên Agas kia. Đúng là có thể cảm nhận được ma lực lớn mạnh khóa lấy cậu, muốn tránh được nó thì vô cùng khó, xem ra vẫn phải dùng chiêu đó mà thôi. Chỉ cần nghĩ tới đây, Vĩnh Thanh liền đưa tay của mình ra, khí lực màu hồng cũng theo đó tỏa ra liên hồi, thần thời hộ thần. Chiêu thức này chính là tiêu hao pháp lực 100, có thể thông qua đốt tuyến thời gian kỹ năng của kẻ địch mà hấp thu phần lớn sát thương. Trước chiêu thức này, tên Agas kia không khỏi bất ngờ, lúc trước tiểu tử kia dựa vào cái này mà sống sót trong thánh thiểm của hắn, nhưng lần này cậu sẽ không may mắn như lần trước nữa đâu. Ngay sau đó, kiếm lớn của tên này tức tốc bay tới, đâm mạnh vào màn chắn của Vĩnh Thanh ma sát liên hồi. Nhìn thấy hai bên đánh nhau như vậy, tên Agas thỏa mãn mà đứng nhìn, level 3 là có thể mở ra khiêng ở mức độ này, đúng là lợi hại hơn người mới, nhưng rất tiếc, cậu lại gặp phải hắn. Lúc này, trước thanh kiếm hung bạo đang tìm cách phá vỡ màn chắn của mình, Vĩnh Thanh không khỏi nghiến răng. Nhưng suy cho cùng, cái màn chắn đó vẫn bị phá vỡ, kiếm lớn theo đà mà chui vào bên trong. Ngay sau đó, một vụ nổ kinh hoàng bùng lên, thổi bay tất cả những gì ở gần nó. Nhìn thấy uy lực này, tên Agas còn tưởng chính bản thân hắn đã giải phóng quá nhiều phép, uy lực hôm nay quả thực là mạnh hơn ngày thường rất nhiều luôn đó. Nhưng thật bất ngờ, khi khói lớn bay đi, vụ nổ kết thúc, bóng dáng Vĩnh Thanh vẫn đang đứng vững trên mặt đất đập thẳng vào trong mắt của tên này. Trợn tròn hai mắt lên không tin vào điều đang diễn ra, tiểu tử đó sao mà sống rồi chứ, chuyện này là sao, một đòn lúc nãy hắn không lưu tình ư. Thực chất, Vĩnh Thanh đã đem kỹ năng phần thời lửa của bàng địch làm thành khiên cho bản thân, quả nhiên là cũng có hiệu quả như nhau đó. Chỉ cần cấp đối thủ không hình thành áp chế rõ ràng đối với cậu,
Hiệu quả đặc biệt của thời gian đốt cháy cũng có thể dùng làm kỹ năng tấn công đối phương. Lúc này, không đứng yên chịu trận nữa, Vĩnh Thanh liền tụ vào trong lòng bàn tay một ngọn lửa hồng nhỏ. Bây giờ thì đến lượt cậu phản công rồi đó. Đặc quyền lĩnh chủ thần bạo hồn diệt, đem pháp còn lại dùng hết trên đòn này vậy. Dồn hết toàn bộ sức mạnh vào đòn cuối cùng này, Vĩnh Thanh tức khắc ném thẳng nó về phía tên Agas kia. Và đương nhiên, tên đó trong lúc không kịp loát lại điều gì đang diễn ra, chỉ kịp đưa thanh kiếm của bản thân lên chắn trước mặt. Cứ vậy, đối diện với sức mạnh khổng lồ đó, tên Agas này coi bộ hơi nhọc nhằn đó nhé. Đây rốt cuộc là sức mạnh xung kích đáng sợ gì ư, nhưng biết làm cái gì chứ, đằng nào chả hẹo, hắn chỉ cần biết rằng bản thân không đủ tuổi để chặn lấy đòn phản công này mà thôi. Cứ vậy, luồng năng lượng khổng lồ liền vượt lên thanh kiếm kia, một đòn choán lấy toàn bộ không gian, trực tiếp thiêu rụi một góc đất đá. Cho đến khi ngọn lửa hồng kết thúc, thì cái nơi đặt ngai vàng kia sớm đã bị thổi bay đi mất rồi. Và tất nhiên, tên Agas vẫn còn có thể trụ lại được nơi này, tuy vậy, thân thể có vẻ như không còn khỏe khoắn lắm thì phải. Lúc này, tên đó mới chịu nói thật lòng, hắn hơi bất ngờ đó, lại có thể chiến đấu với hắn ở mức độ này. Vĩnh Thanh đúng là có trọng lượng hơn các nhà mạo hiểm mà lúc trước hắn đã chà đạp đó. Nhưng thật đáng tiếc, với vết thương nhỏ như này, hắn hoàn toàn có thể tự chữa khỏi trong chốc lát. Ngay sau đó, tên Agas liền cầm lấy kiếm của bản thân, cánh tay đã bị thôi bay nay cũng đang cố gắng hồi lại. Tuy vậy, đứa phải bất ngờ chắc không còn là Vĩnh Thanh nữa rồi, mà thay vào đó, chính là tên Agas này ấy. Bất ngờ đến độ trợn ngược mắt hiện lên gân đỏ, tên này thế mà lại chẳng thể chữa lành vết thương trên cơ thể của mình, rốt cuộc là vì sao chứ? Đột nhiên, từ thân thể của hắn, một luồng khí lực hắc ám phun ra như huyết, nhìn vào bàn tay đỏ thẫm của mình, tên này không khỏi bàng hoàng, tấn công này có hiệu quả đặc biệt gì không đó. Còn chưa kịp giải đáp cho bản thân, hắn tức thì khuỵu hai chân xuống dưới mặt đất cái bộp. Cho đến giờ phút này, Vĩnh Thanh mới chịu cất lời, đây là lần thứ hai mà hắn phải quỳ xuống rồi đó, đường đường kỵ sĩ quang minh sao gối lại mềm như vậy nhỉ, cậu có hơi nghi ngờ khả năng đó. Lúc này, tên kỵ sĩ vốn kiêu căng kia cuối cùng cũng đã biết sợ hãi là gì, toàn thân hắn run lên cầm cập. Miệng lắp bắp cầu xin Vĩnh Thanh hãy tha mạng cho bản thân hắn, chỉ cần chịu tha cho hắn thì muốn hắn làm cái gì cũng được. Nghe tới lời này, khóe miệng Nhan Vĩnh Thanh hơi cong lên, tâm trạng có hơi chút bực bội, có phải chuyện cậu chưa kể hết không nhỉ? Người bạn mất đi công việc nhà mạo hiểm chỉ có thể tìm kiếm công việc khác để mưu sinh, nhưng vì kinh tế suy thao ít, cộng thêm mấy công ty này sợ đắc tội với Châu gia, không có công ty nào bằng lòng nhận đồng đội đó. Bọn họ coi người đó là tên xui xẻo đắc tội Châu gia, cái này có thể trách ai đây? Chỉ có thể trách cậu ta không biết điều thôi, nếu là bọn họ thì bọn họ đã chết đi cho rồi. Vĩnh Thanh và Mang cũng là muốn mang chút tiền đi giúp người kia vượt qua thời kỳ khó khăn. Gõ cửa nửa ngày cũng không có phản ứng, gọi chủ nhà lên mở cửa thì mới phát hiện bọn họ đã đến quá muộn rồi. Cho nên Agas cảm thấy Vĩnh Thanh có nên tha cho hắn không nhỉ? Trực tiếp cướp lấy kiếm của tên kia, nhìn chằm chằm xuống hắn. Đến lúc này, Agas mới run rẩy lên cầu xin, hắn bằng lòng đi theo cậu, nói hết những gì bản thân biết cho cậu mà. Thấy Vĩnh Thanh vậy mà đồng ý, tên này còn tưởng cậu đã buông lỏng cảnh giác, lúc nãy còn chừa chút ma lực để lúc này phản công. Nhưng còn chưa kịp làm gì cả, kiếm lớn trực tiếp vung tới, chém bay đi cái thủ cấp tròn vo, muốn đi theo Vĩnh Thanh sao, chỉ có thể là sau khi chết đi mà thôi. Sau khi tăng cấp lên level 5, nói đến nô lệ, cậu mới nhớ ra, sớm đã sắp xếp bảng địch đến địa thành khác đánh kinh nghiệm rồi, sao điểm kinh nghiệm không khác chút nào vậy nhỉ? Lập tức liên hệ với bảng địch, hiện tại, cậu ta đang gặp phải tình hình khó giải quyết đó. Lúc này, một bên Định Phong ngồi ôm bụng thở phì phò, bàng địch thì đối đầu với tên Nataho kia. Nhìn thấy cậu, tên này không khỏi cau mày khó chịu, mẹ nó, cậu là ai, tại sao lại cản trở hắn chứ? Trước lời này, bàng địch vẫn một mực chặn lại, cho dù Nataho kia có giết hết con người của thành phố này, cậu ta cũng không quan tâm, nhưng người phía sau này là người của lãnh chúa đại nhân, hắn không thể động. Nghe tới đây, Định Phong tức thì nhận ra, lãnh chúa đại nhân sao, hắn là Vĩnh Thanh phái đến à? Xem ra khoảng thời gian này có vẻ như thằng bạn của cậu lại có đệ mới rồi. Hiện tại, Định Phong đang trọng thương không thể giúp đỡ bàng địch, vẫn là cất lời nhắc nhở đối phương hãy cẩn thận vì kẻ địch lần này vô cùng mạnh đó. Quay trở lại một tiếng trước, khi mới mở cửa ra, Định Phong đã bị tên Nataho này xông tới đánh bay về phía sau. Trong lúc cậu không kịp phản ứng, hắn đã tung đòn, khiến cho Định Phong toàn thân đập vỡ cả kính mà rơi ra bên ngoài, quả thật quá nguy hiểm. Chỉ với một đòn của tên này đã trực tiếp khiến cho Định Phong mất đi ý thức. Chờ lúc cậu tỉnh lại, đã ở trong bãi đậu xe bỏ hoang ở ngoại giao này rồi. Lúc này, tên Nataho bất ngờ xông tới đấm mạnh vào bụng của bàng địch một đòn đầy đau đớn. Với tốc độ này, phải nói rằng nó còn nhanh hơn cả tốc độ của Vĩnh Thanh luôn đó. Một tay hất mạnh bàng địch về phía sau, tên Nataho kia liền đưa tay về phía trước. Một luồng khí lực theo đó tỏa ra, chỉ trực chờ khi bàng địch văng tới là sẽ chịu sát thương ngay. Nhận biết được ý đồ của đối thủ, cả cơ thể bàng địch lập tức lấy lại đà.
hai chân tức thì dùng sức níu giữ cơ thể lại trước lưỡi hái tử thần kia. Trước kỹ năng vô cùng điêu luyện trước mắt, tên Nataho không khỏi giật mình, tên béo đó vậy mà không hề trúng chiêu của hắn ư, chẳng lẽ tên này có thể nhìn thấy vô hình chi nhậm của hắn. Lúc này, khi đã né sang một bên, Bàng Địch mới thở ra một hơi, tuy không thấy gì cả, nhưng luôn có một cảm giác bên này có dao động ma lực nhỏ, cộng thêm tên đó bỗng nhiên thi phép sang bên này. Chắc chắn không phải không có ý nghĩa, vẫn là nên cẩn thận một chút vẫn hơn, dù sao thì lúc trước cậu ta cũng đã từng chịu thiệt trước Vĩnh Thanh rồi. Còn đang mải mê suy nghĩ, một nắm đấm bất ngờ vung tới trước mặt Bàng Địch, nhưng rất nhanh, chỉ trong thoáng chốc, cậu đã có thể né sang một bên. Không chịu từ bỏ, tên Nataho kia sau đòn đấm bốc không được, hắn một lần nữa nhấc cặp giò dài 2 mét của mình ra mà vung tới. Một chân đá mạnh vào mặt của Bàng Địch, trực tiếp đánh bay cậu ta về phía sau. Hiện tại, tên kia ra tay quả thực quá nhanh rồi, Bàng Địch còn không có thời gian thi phép để phản công nữa. Lúc trước Vĩnh Thanh cũng dặn hiện giờ không thể sử dụng hình thái ác ma ngoài địa thành này, đúng là có chút rắc rối rồi đây. Lúc này, tên Nataho kia một lần nữa chúm 5 ngón tay của mình lại, sau đó một luồng khí lực dồi dào liền bắn thẳng về phía trước, trực tiếp xé tan thân thể của Bàng Địch ra, chỉ để sót lại những giọt máu đỏ vương vãi. Nằm thoi thóp trên mặt đất, Bàng Địch vẫn còn rất tiếc nuối, bỏ mạng của cậu ta thì không nói, nhưng ngay cả bạn của Vĩnh Thanh mà không bảo vệ được, thực sự quá đáng tiếc. Bước tới bên cạnh Bàng Địch đang không nỡ, tên Nataho lập tức nở ra nụ cười, tuy không biết làm sao mà Bàng Địch có thể né được chiêu của hắn, nhưng ẩn nhậm của hắn không phải cố định bất động nha. Còn đang nằm trên đất, bất ngờ, Bàng Địch nhận lấy được một thông báo, lãnh chúa của cậu đã chia sẻ một kỹ năng, chủ nô song triệu, bây giờ có thể sử dụng hoán lãnh chúa đến theo hướng ngược lại. Cứ như vậy, triệu hoán ngược hướng lãnh chúa ác ma liền bao lấy thân thể của Bàng Địch. Vừa mới nhắm mắt lại chuẩn bị chấp nhận hẹo trong tay của tên đàn ông kia, xoẹt một cái, sau đòn tấn công của Nataho, chỉ thấy trên mặt đất có chút nứt vỡ, nhưng thân thể lại không thấy đâu cả. Giật mình quay đầu nhìn lại, tên này đã thấy bóng dáng Vĩnh Thanh đang lôi xình xịch hai con người kia ra một góc. Với tốc độ quá đỗi nhanh nhẹn như thế, tên này vô cùng bất ngờ, đùa hắn đó à, hắn nổi tiếng với tốc độ mà mắt cũng không thể theo kịp, tại sao lại thêm một khứa nữa vậy? Mà tiểu tử kia, chẳng phải là mục tiêu thứ hai của hắn sao, vậy mà lại tự mình tìm tới cửa cơ à? Còn chưa nói hết câu, Vĩnh Thanh đã đưa tay tới chặn mồm tên này lại, còn chưa đến lượt hắn nói chuyện đâu nha. Sau khi để cho Bàng Địch dẫn Định Phong đi tránh sang một nơi khác, Vĩnh Thanh lúc này đã phải đối diện với sự tấn công của tên đàn ông kia. Nhưng đúng là quá coi thường cậu rồi đấy, chẳng phải đã bảo là chưa đến lượt mày nói chuyện sao. Cứ thế, cánh tay Vĩnh Thanh vung tới, một đòn vả vỡ alo tên đàn ông này, khiến cho hắn xoay 360 độ trên không, sau đó bắn thẳng vào bức tường lớn phía sau. Long khom bò dậy, Nataho liền ho ra một ngụm máu, nét mặt đã hiện lên chút bàng hoàng, người kia rốt cuộc có lai lịch gì. Nhân vật khá lợi hại trong khu này hắn đều quen biết, nhưng tên này chính là chưa thấy qua, xem ra không thể không nghiêm túc rồi. Đứng quay lưng với tên đàn ông kia, một bên cẳng chân của Vĩnh Thanh đã ngứa ngáy lắm rồi, tiếp sau đó cậu phi tới bên cạnh tên kia. Tuy rằng tốc độ vô cùng đáng nể phục, nhưng tên này bất giác nở ra nụ cười gian xảo, có vẻ như cậu dính bẫy của hắn rồi thì phải. Tiếp sau đó, khí tức vô hình của hắn tức thì đánh thẳng về phía đầu của Vĩnh Thanh. Ngay lúc này, xuyên thẳng qua thân thể của đối phương mà ghim chặt, tên Nataho này vô cùng ngạo nghễ, trực tiếp cấm thành tiêu bản à. Chiến đấu giữa nhà mạo hiểm không đơn thuần là so sức mạnh, tốc độ, loại người mới không có tiếng như cậu sao có thể chơi lại loại giang hồ già như hắn chứ. Nhưng có vẻ thằng giang hồ già này nói hơi nhiều rồi đó. Từ thân thể của Vĩnh Thanh, một luồng sáng hiện lên, sau đó đám khí tức vô hình kia tức thì bị phá vỡ, thành công tháo dỡ trấn áp của đối phương. Nhìn thấy cảnh này, tên Nataho đương nhiên sốc tới độ không khép nổi miệng lại, hộ thuẫn quanh người giải tán toàn bộ tấn công của hắn rồi, hộ thuẫn màu vàng bủa vây kia, chẳng lẽ đối phương là kỵ sĩ quang minh? Cao mày tức giận nhìn thẳng về thằng không biết điều trước mặt, Vĩnh Thanh cũng xin có đôi câu. Nói thật thì cậu cũng hơi thất vọng đó, nhà mạo hiểm thích khách cấp 4 chỉ vậy thôi sao, tấn công của bà cậu còn cao hơn nó. Một kẻ yếu ớt lại tự cao, đúng là không có giá trị để Vĩnh Thanh chiến đấu, hãy nói lại với chủ nhân của mình rằng sau này đừng nhắm vào người của cậu, nếu không cậu sẽ tiêu diệt hết công hội của bọn chúng đó. Đến lúc này, Nataho với niềm kiêu hãnh của một kẻ mạnh, sao có thể chịu được những lời coi thường này. Một tay hắn liền vung ra mà chuẩn bị khí tức tấn công, sau đó cả hai bàn tay đập mạnh như đập ruồi, khắp không gian tức thì bị cắt đứt trong tích tắc. Nhưng với Vĩnh Thanh mà nói, mấy cái chiêu này chỉ là trò mèo, tiểu tử kia chắc đang muốn lên bàn thờ lắm rồi đó. Mặc kệ sức công kích của đòn tấn công kia mạnh tới mức nào, Vĩnh Thanh vẫn hiên ngang đứng nhìn chằm chằm về đối thủ. Tiếp đó, một vụ nổ lớn liền bùng lên, chỉ có điều cậu vẫn hoàn toàn lành lặn. Tấn công nâng cao không ít đó, nhưng vẫn chẳng thể nào phá được phòng ngự của cậu đâu. Nếu như không thể phá được phòng ngự, vậy thì thử chiêu này đi. Nói xong câu nói kia, Nataho liền rút ra từ trong ống quần của mình một món trang bị đó, sau đó vung mạnh nó lên định tấn công Vĩnh Thanh.
Đoán được đối phương sắp chơi đểu mình, Vĩnh Thanh tức thì vung tay ra để vô hiệu hóa nó. Nhưng đáng tiếc, chiêu này của cậu lại bị tên kia phá được, một kiếm hắn đâm thẳng vào bụng cậu. Thanh kiếm phá ma này gần như lấy sạch toàn bộ tích lũy của hắn đó, là món trang bị chuyên giết loại pháp sư thích mở khiêng như Vĩnh Thanh. Trước lời này, chỉ thấy cậu trừng mắt lên nhìn thằng cha trước mắt, có thật là chuyên diệt được pháp sư như cậu không vậy? Nhìn đi, lưỡi kiếm của bản thân vẫn đang mấp mé bên ngoài mà đã tự cao rồi sao? Sao không banh cái mắt to ra để xem món vũ khí làm tán ra bại sản của mình đang nứt đến nơi rồi nhỉ? Ngay sau đó, khỏi cần phải nói gì thêm, thanh kiếm này trực tiếp vỡ vụn trong ánh mắt bàng hoàng của tên kia. Không để cho hắn kịp thời phản ứng, Vĩnh Thanh tức thì vung gối lên sút thẳng vào mặt tên kia, trực tiếp khiến hắn bay thẳng lên cung trăng hẹn hò với chú cuội. Cho đến giây phút bay tự do trên không với chim, tên Nataho này vẫn không thể tin được. Đối thủ của mình lần này vẫn còn có một tầng hộ thuẫn, nhưng tại sao tầng hộ thuẫn thứ hai có thể chấn nát phá ma kiếm chứ? Không thể để bản thân không nhận được câu trả lời, tên này liền cố gắng níu lại gọi lấy Vĩnh Thanh, nếu như cậu giết hắn, công hội châu rết sau lưng hắn sẽ không bỏ qua đâu. Nhưng thế thì sao chứ? Ngay sau đó, thân thể của tên kia trực tiếp cháy rụi, toàn thân đều bị Vĩnh Thanh đạp chân lên, sau đó sút mạnh vào núi lớn. Đứng ở một góc xem toàn bộ cảnh này, Bàng Địch vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ giao thủ qua một lần. Lãnh chúa đại nhân đã hoàn toàn nắm được kỹ năng của hắn ta, thậm chí còn đem kỹ năng kết hợp với đặc điểm của bản thân, nâng đến tầng cao hơn. Lúc này, sau khi tiêu diệt được tên Nataho kia, Vĩnh Thanh liền thu về điểm kinh nghiệm, lúc trước cậu chỉ lo đánh máu, cũng không động thủ với người, chứ đừng nói đến giết người. Mà bề ngoài Linh Minh công hội cấm hành vi này, tính như vậy, hình như kinh nghiệm lấy được trên người nhà mạo hiểm nhẹ nhàng hơn đánh phó bản nhiều đó. Tại địa thành cấp 3 nào đó, một đường kiếm vung tới chém đứt đôi người một thiếu niên bịt mặt, còn tên thợ săn, Châu Ngân level 6 tinh anh này sau khi ra đòn vô cùng thản nhiên. Tiếp theo đó, em trai của hắn là Châu Đồng cũng bước tới chỗ anh trai này. Hắn ta không có cái hứng thú với việc giết chóc nâng cấp này giống như Châu Ngân, hôm nay đến đây chính là để tặng điểm kinh nghiệm cho đối phương đó. Chẳng phải là Châu Ngân tích giết nhà mạo hiểm nâng cấp sao, năm người này, điểm kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn lũ cấp 3 kia, xem có hứng thú không. Lúc này, tại nhà của Định Phong, nhìn cậu bạn của mình đang điên cuồng rèn luyện cơ bắp, Vĩnh Thanh không khỏi chóng cả mặt, vừa chữa khỏi vết thương cho cậu xong, có cần lập tức liều mạng như vậy không? Đương nhiên là có lợi rồi, ngược lại là Vĩnh Thanh, mấy nay chỉ toàn ở nhà, sao không hô hào đến địa thành nâng cấp như lúc đầu nữa vậy? Ai nói là cậu không nâng cấp nữa chứ? Lúc này các nô tỳ đang đánh quái trong địa thành mà Bàng Địch tìm được đó, điểm kinh nghiệm của cậu đang tăng lên vèo vèo đây này. Lúc này, tại địa thành level 6, sao huyệt ác quỷ, trở lại với dáng vẻ ác quỷ của mình, Bàng Địch vô cùng hưng phấn. Miệng liên tục chỉ đạo người đào đất La Ốc, thích khách hội tháp hồ và người Hán Set Iakesi đáng quái. Mà lúc này, những thuộc hạ của Vĩnh Thanh đang chiến đấu cũng ngứa mồm nhìn lên tên mập trước mặt, cùng là thân phận nô tỳ như nhau. Cậu ta có quyền gì to tiếng với họ cơ chứ, lúc bọn họ ở đây làm việc, thế mà dám lợi dụng nhau để hưởng lạc trong cái hình thái nguyên thủy đó hả? Nhưng nhìn mặt thằng mập này có vẻ gì sợ hãi không, cậu ta béo chứ không có ngu, trừ con sâu thối kia ra, cậu ta là người đầu tiên đi theo Vĩnh Thanh. Mà con sâu kia thì sao có thể tin tưởng vào trí thông minh của nó, chẳng phải tất cả phải gọi cậu ta hai tiếng đại sư huynh à, biết điều thì làm theo lời đi. Cứ thế, bất đồng quan điểm với nhau, tất cả trực tiếp xông thẳng về phía trước. Ai là ác ma cống hiến điểm kinh nghiệm nhiều nhất cho chủ nhân thì sẽ được làm đại ca. Cứ vậy, một ngọn lửa lớn được Bàng Địch trực tiếp phóng thẳng, thiêu rụi đám quỷ trước mặt, kinh nghiệm từ đó lấy được cứ phải nói là tăng lên vèo vèo. Chỉ trong nháy mắt, Bàng Địch đã tiêu diệt được hết đám quỷ kia, biến chúng thành tro bụi. Nhìn vào thành quả trước mắt, cậu ta vô cùng hài lòng, quay đầu bước đi, hình thái ma yểm mà chủ nhân cho cậu ta quả thực rất mạnh, tấn công tăng lên hẳn một bậc. Cũng chính vì đang tự hào về bản thân mà Bàng Địch lại không để ý được rằng từ nơi nào đó, có một bóng đen đang lao tới. Ngay lúc này, một con quỷ còn sống tức thì cầm gậy gỗ vung tới. Nhưng đừng tưởng ai cũng ngu ngơ như mình chứ. Một lần nữa nhắc lại, Bàng Địch béo chứ không thiểu năng. Cứ thế một đòn cắt phăng cái thủ cấp tròn quay kia. Trước đòn tấn công này, thích khách nội tháp hồ ở một bên đương nhiên không chịu thua trước một con quỷ đang xông tới. Cậu ta liền đưa hai ngón tay của mình lên mà tung đòn. Không phải chỉ có mỗi một mình Bàng Địch là biết dùng AOE đâu. Trước đám quỷ đang xông tới điên cuồng, thích khách nội tháp hồ liền thủ thế, ẩn nhậm, bẫy địa cắt. Ngay sau đó, một đống khí lực vô hình được tạo ra, trực tiếp xuyên thủng cơ thể của đám quỷ đói này, mạnh tới nỗi làm cho cả mặt đất phải nứt vỡ. Thế nào, AOE của cậu ta tuyệt lắm chứ, chẳng thua kém gì của Bàng Địch cả. Không chịu thua hai kẻ kia, người phán xét Iakesi cũng theo đó mà xông lên, cảm ơn hai tên ngốc này đã thiêu rụi quái cho anh ta nha. Ngay sau đó, tên này tức khắc tung ra một cột sáng lớn, chỉ trong tích tắc đã thổi bay đi đám quỷ trước mặt. Cùng lúc đó, Vĩnh Thanh đang đi dạo trong rừng mà nhận được vô số điểm kinh nghiệm. Hôm nay có chút kỳ nha, đột nhiên tăng mạnh bất thường,
xem ra lũ nô tỳ lại bắt đầu cố gắng trong xào huyệt ác ma rồi đó. Cũng lúc đó, ở bên này, đứng trước cánh cổng không gian vừa mở ra, đã có tiếng Định Phong vang lên gọi với tới. Đứng bên cạnh cậu ta hiện tại chính là chiến sĩ người lùn Feda level 5. Chỉ có điều sao Định Phong lại mang theo một tên người lùn vậy? Trước giờ họ yêu của Như Mạng, có thể vì khoáng thạch nhỏ mà không tiếc dụ boss đến diệt đoàn đó. Nghe tới lời này, Feda tức thì buông búa lớn xuống đất, vẻ mặt vô cùng uy tín nói với Vĩnh Thanh, thế nhân chính là hiểu nhầm ông, chỉ biết tham tiền là ưu điểm chứ không phải nhược điểm. Thôi thì không nói tới người lùn này, còn một nhân vật nữa trong đội, ngước đầu nhìn lên trên đi, cô ấy đây rồi, Aileen, cung thủ cự nhân tộc level 5 vô cùng to cao. Chỉ có điều hơi nhát người nha, vừa nhìn thấy ba người trước mặt đã thẹn thùng như gái mới lớn mà núp sau tảng đá rồi. Còn một người cuối cùng, bây giờ cũng đã tới nơi rồi, đó chính là Châu Ngân, tay săn nhà mạo hiểm level 4. Ngụy Trang là một tên gà mờ hậu đậu, tên Châu Ngân này vô cùng tự tin, hắn chưa từng xuất hiện trước mắt công chúng. Mấy tên tân thủ này chắc chắn tưởng hắn là con gà mờ, sau đó liền bước tới cười nói rôm rả với Định Phong. Nhưng chỉ có một mình Vĩnh Thanh cảnh giác hắn, trông đúng là cấp 4 đó, nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Tuy vậy, cái lạ này trước mắt vẫn chưa rõ là gì, vẫn là cùng cả đội tiến vào bên trong địa thành level 6, rừng mị hoặc này thôi. Quay trở lại 2 tiếng trước, trong phòng của Định Phong, hiện tại bọn họ cần phải tổ hợp một tiểu đội 5 người đi đánh địa thành khác. Tuy rằng thành lập tổ đội thì không khó, nhưng Vĩnh Thanh cũng cố quá rồi đó, có nhiều tiểu đệ như vậy đi theo đánh quái cho cậu. Tự mình còn đích thân dẫn đội đi đánh địa thành, chờ các tiểu đệ đánh xong, dẫn bọn họ cùng đi chơi không tốt hơn sao. Nhìn vào màn hình điện thoại trước mặt, Vĩnh Thanh lần này phải nhanh chóng hành động. Địa thành mới ra muộn một bước có thể bị các công hội khác cướp đi mất, và lại boss địa thành này là loại hình khắc chế loại hình của cậu. Chính vì thế mà cả 5 con người đã có mặt bên trong địa thành rừng mị hoặc lần này. Bước vào bên trong không gian nơi này, tên Châu Ngân lạnh cả sống lưng, mấy người khác không cảm thấy địa thành này bị âm ư quá rồi sao. Còn đang run lên vì lạnh, bất ngờ, Aileen liền chìa ra trước mặt Châu Ngân một cái kẹo mút bự tổ chảng, ngại ngùng đến đỏ cả mặt, đây chính là kẹo mút phép đó, lúc cô khẩn trương thì hay ăn cái này. Mải mê nhìn hai người kia cười nói với nhau, Vĩnh Thanh bất giác giật mình sực nhớ ra, Feda đâu mất tiêu rồi. Thì ra, tên người lùn kia đang bị số tinh thạch trước mặt làm cho hoa mắt ở một góc khác rồi đó. Nhiều ma khoáng lam tinh như vậy, chắc chắn là phát tài luôn rồi. Không chờ đợi thêm được giây phút nào nữa, Feda liền cong dìu lên, liên tục đánh thẳng về phía trước nhằm khai thác ma khoáng. Đi khắp một đường tràn đầy ma khoáng, cuối cùng, Feda đã tìm tới một chỗ, nơi có một tảng ma kháng màu vàng sáng chói, đó chính là kháng hiếm đấy. Không thể kìm chế được sự sung sướng của bản thân, Feda tức thì xông xuống, một dìu bổ trực tiếp để khai thác đồ trước mặt. Nhưng khi chớp mặt nhìn lại, kháng hiếm của anh ta bỗng chốc biến thành một góc đất đá đen sì. Mà ở bên này, cả 4 người còn lại không khỏi lo lắng cho tên người lùn ham tiền kia, bọn họ đi lâu lắm rồi đó, chỗ này khả năng lớn nhất, hàng khoáng trong loại địa hình này thu hút lùn nhất đó. Còn đang bàn bạc với nhau, một rung chuyển lớn khiến cho tất cả bất giác giật mình, cùng với đó, ở phía trước là bóng dáng tên lùn đang xanh mặt bỏ chạy. Thì ra anh ta đang bị đám quỷ quái phía sau đuổi theo. Nhìn thấy bọn này, khóe miệng Định Phong liền cong lên, sau đó liền rút ra vũ khí từ không gian cá nhân của mình ra. Nhưng tất cả chẳng thể ngờ rằng, phía sau kia còn có một bóng dáng khác, cao lớn hơn, nguy hiểm hơn, nó chính là boss hiếm level 7, Oán Lệ Mị Tượng. Đến lúc này thì nụ cười tự tin của Định Phong đương nhiên chẳng còn nữa, tên vừa lùn vừa báo kia đúng là ăn hại mà. Trước tình hình này, tên Châu Ngân cũng cảm nhận được điều không ổn, vốn còn đang nghĩ tìm một cơ hội giải quyết mấy khứa đi cùng này, không ngờ tên lùn kia lại dẫn dụ đứa ác hơn đến, thông minh thật đấy. Cuối cùng thì, Châu Ngân kia đành bỏ mặc đống điểm kinh nghiệm di động trước mặt, tức thì xoay người bỏ chạy, cứu lấy mạng của mình. Mà lúc này, cánh cửa tại chỗ cửa hang lớn bất giác sáng lên, sau đó trực tiếp nổ tung ra, khói đen tỏa ra tung tóe. Nhìn thấy bóng dáng những kẻ đột nhập đang bỏ chạy, boss lớn lập tức gào mồm lên chảy nước mắt, tiện thể chảy luôn nước mồm, bắn ra như suối. Trước dòng nước mắt lạnh này, Vĩnh Thanh đang bỏ chạy tức thì khựng lại, tấn công phạm vi lớn như thế, bọn họ hoàn toàn không thể trốn được. Một tay đưa lên trước mặt, Vĩnh Thanh liền tạo ra khiên quang minh, sau đó trực tiếp bảo vệ tất cả khỏi đòn tấn công kia. Đối diện với thứ chất lỏng nóng chảy, từ bàn tay nơi tạo ra khiên của Vĩnh Thanh bất giác tỏa ra khí đen, sau đó phá được phòng ngự của cậu mà rơi vào bên trong. Khiên quang minh cấp 5 tính phạm vi vậy mà không đỡ được kỹ năng ăn mòn của boss cấp 7, mà khiên phần thời của cậu hiện giờ chỉ có tác dụng với bản thân mà thôi. Tiếp tục như bây giờ không phải là cách, Định Phong và những người khác sớm muộn sẽ bị tấn công chúng mà thôi. Hơi nắm nhẹ bàn tay của mình lại, chỉ vô song hoán thuận hoán, Vĩnh Thanh cứ thế tạo ra một cơn lốc nhỏ. Thoát một cái, nô lệ ác ma La Ốc của cậu đã được gọi lên. Không còn thời gian để chần chừ nữa, Vĩnh Thanh liền ra lệnh cho La Ốc mau chóng đào hang dẫn mọi người chạy ra ngoài.
Chỉ cần có như vậy, một hang động lớn dưới lòng đất tức khắc được đào ra, cả ba người cứ yên tâm ra ngoài, để Vĩnh Thanh nơi đây được rồi, cậu không sao đâu. Theo đường hầm được đào, cả ba người liền tránh đi, chỉ có một mình tên Châu Ngân kia là đứng một bên quan sát tất cả. May mà hắn chạy nhanh, nếu không sẽ chết như lũ ngốc đố, hóa thành một vũng máu mất. Lúc này, trước ánh mắt của boss lớn, cái thứ chất lỏng màu xanh kia bất ngờ bị thổi bay đi, làm cho Châu Ngân ở một góc bất ngờ đến độ không khép nổi mồm lại. Hiện tại, Vĩnh Thanh đã được tăng cấp rồi, để cậu thử xem bản thân sẽ thế nào khi đối diện với boss hiếm kia đây. Trước thứ sức mạnh nghịch thiên kia của Vĩnh Thanh, tên Châu Ngân này là bị làm cho số tới vào đầu bứt tóc rồi, quái gì cũng không đánh, cứ như vậy mà nâng cấp sao, chuyện này sao có thể. Còn có thể hay không thì cứ phải quay về 5 phút trước đã, tại bên trong địa thành. Các nô tỳ của Vĩnh Thanh sau một hồi làm việc hăng say đã tạo ra cả một hố đựng quỷ khổng lồ, tất cả đám quỷ trong cái địa thành này cơ bản đã bị bọn họ đánh hết cả rồi đó. Không những thế, ngay khi La Ốc bị chủ nhân triệu hoán đi, Bàng Địch lập tức nhận ra, xem ra trận chiến bên kia không hề dễ dàng, cậu ta muốn được tham chiến quá. Lúc này, phía Vĩnh Thanh, cậu vừa mới giật mình một cái, bàn chân khổng lồ của boss lớn trực tiếp dẫm thẳng về phía trước tấn công. Thường quái vật to con như vậy hành động đều hơi chậm chạp, tấn công hạ bản chân chính là chiêu hiệu quả nhất. Nhưng thế thì sao, chỉ với một kiếm, Vĩnh Thanh đã trực tiếp chặt đứt cái cổ chân bằng đá kia rồi, làm cho boss lớn mất thăng bằng mà chao đảo một lúc, sau đó đổ rầm xuống. Xoay kiếm trên tay 360 độ, Vĩnh Thanh tức thì phi vút lên cao, lại xoay tiếp 360 vòng kiếm làm màu nữa chuẩn bị ra tay. Thì bục một cái, bàn tay lớn của boss được đưa tới, bóp chặt cậu bên trong như mấy con côn trùng nhỏ, dùng lực mà nghiền nát. Nhưng làm gì có chuyện Vĩnh Thanh bị đánh bại dễ dàng như vậy, từ bên trong bàn tay kia, một luồng sáng rực rỡ tỏa ra khắp không gian, sau đó, cả bàn tay bằng đá tức thì vỡ tung ra hết. Chớp lấy cơ hội, Vĩnh Thanh liền bay tới, một kiếm đâm mạnh vào đầu boss lớn, quang minh thánh thiển, tấn công lớn nhất. Bùng lên một tiếng động lớn, ngọn lửa khổng lồ của cậu hiện lên, sức công phá mạnh tới nỗi thổi bay đi tất cả. Đứng ở một bên quan sát Vĩnh Thanh chiến đấu, tên lùn cũng bị làm cho sốc đến không nói lên lời, còn Địch Phong thì khỏi nói, vô cùng tự hào về thằng bạn thân. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình Vĩnh Thanh ở góc này mới biết, tuy gần như đã tiêu hao hết phép, nhưng đây là boss cao hơn cậu một cấp, cường độ chiến đấu này không xứng tầm. Lúc này, liếc xuống nơi bàn chân đang đứng, một chút chất lỏng màu xanh liền trào lên, sau đó càng lúc càng nhiều, rồi bục một cái, một khối tròn tụ thẳng trước mặt cậu, ngay sau đó liền trực tiếp nổ tung. Vội vàng tránh ra khỏi thứ xung kích bất ngờ kia, hai mắt của Vĩnh Thanh vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ số phép quá thấp, ma giáo phần thời không cầm cự được bao lâu mất. Đứng trước cảnh này, ba người phía sau vô cùng hoang mang, xương độc lớn như vậy là do dung dịch độc tính sau khi bị lửa bề mặt khiên của Vĩnh Thanh tăng nhiệt nên bốc hơi tạo thành đó. Không những thế, boss kia còn có giai đoạn 2 nữa, và lại môi trường tác chiến càng ác liệt hơn. Xương nồng này vừa có tính ăn mòn vừa che khuất tầm nhìn, nhưng tại sao Vĩnh Thanh lại không triệu hoán hết các nô tỳ đến để giúp cơ chứ? Lúc này, bên trong khu rừng, Vĩnh Thanh cũng đã bị bao phủ bởi xương độc kia. Hiện tại, điểm kinh nghiệm bên các nô tỳ tăng lên rất nhanh, một lát nữa cậu có thể lên tới cấp 7 rồi, phải cố gắng kéo thêm một lúc nữa. Nhưng rốt cuộc con boss kia là đang ở đâu chứ? Bất ngờ, ở phía sau lưng truyền tới rung động, Vĩnh Thanh tức khắc xoay người tung một ngọn lửa về phía đó tấn công. Vậy mà lại hoàn toàn không có gì ở đó, đây chính là dương đông kích tây rồi. Ngay sau đó, một bàn tay từ phía sau lưng của cậu liền vung ra, định nắm lấy. Với phản ứng nhanh nhẹn của mình, Vĩnh Thanh tức khắc xoay người chặn lại đòn tấn công kia, xem ra boss này hiểu ma giáp của cậu sao. Trực tiếp cận chiến tấn công muốn tăng tốc tiêu hao ma giáp của cậu, nhưng nó quá xem thường đối thủ rồi đó. Một kiếm lớn của Vĩnh Thanh lần nữa được vung lên, cậu tức thì chém ngang một đường về phía boss, cùng lúc đó, đám xương độc theo đà cũng tan đi. Quay trở lại chỗ Vĩnh Thanh đang đứng, Định Phong không khỏi hân hoan sau khi thằng bạn mình thành công diệt boss. Còn tên lùn thì anh ta đang đi nhặt mảnh vỡ ma khoáng lúc trước bỏ sót rồi, Aileen cũng là đi theo luôn đó. Lúc này, đang mải mê nhặt những mẩu ma khoáng, Feda có chút khó chịu khi bị Aileen ngăn lại, cậu đang nhặt cái gì vậy hả? Chỉ với lời này, Feda bất giác giật mình nhìn lại, khắp nơi trước mặt anh ta hiện tại chẳng có ma khoáng nào cả, mà ngược lại chỉ toàn xương cốt thôi. Vội vàng đổ hết túi đồ bản thân vừa nhặt được, Feda không khỏi tái mặt, toàn thân run lên từng cơn, chu choa mà ơi. Ôi vua lùn ơi, nhìn mà xem đi, ma khoáng đâu hết cả rồi, nãy giờ hăng say thu hoạch đồ quý, ai dè chỉ là công cốc. Khuỵu người xuống bên dưới đất, đến lúc này, Feda mới hiểu được, xem ra lúc bước vào địa cảnh này, anh ta đã trúng phép mị hoặc của ả boss kia rồi đó. Nhưng chỉ có một nghi vấn, tại sao Aileen lại chẳng bị làm sao chứ, đến cô cũng chẳng biết nữa là. Nhưng để giải thích điều này cũng đơn giản thôi, đó chính là do xương độc thường chìm ở tầng dưới, mà cô cao to nên né được một kiếp nạn sao, còn anh ta thì lùn nhất, nên trúng độc sâu nhất rồi. Lúc này, Định Phong liền nhìn về phía Vĩnh Thanh bên cạnh,
chỉ có điều nói mãi mà không thấy đối phương trả lời. Chỉ vừa đưa tay với lấy Định lay Vĩnh Thanh dậy, xoẹt một cái, bàn tay của Định Phong tức thì đứt lìa, máu tươi theo đó bắn ra. Còn hiện tại, Vĩnh Thanh ban nãy còn ở đây đã thấy bị bắn ngã ngửa ra kia rồi, chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Còn nữa, tay của Định Phong bị ai chém gãy chứ, chẳng phải Boss đã bị giết rồi hay sao? Còn chưa kịp giải đáp cho mình, máu tươi tức thì bắn lên trên mặt Định Phong, sau đó toàn thân cậu liền đổ gục xuống. Trước hai người đang nằm la liệt trên đất này, khóe miệng Boss lớn bất giác cong lên, nhà mạo hiểm này quả thực rất đặc biệt. Trên người của cậu có luồng khí tức loại như ác ma, cô ta phải nghiên cứu cơ thể của cậu bên trong giấu bí mật gì đây. Cứ thế, Boss này liền xông tới định làm gì đó cơ thể của Vĩnh Thanh. Thì từ đâu, một búa lớn được phóng tới ngăn con Boss này lại, trực tiếp đẩy lùi cô ta ra. Nhận lại búa về tay, Feda nhìn qua về phía Định Phong và Vĩnh Thanh đang nằm. Xem ra họ cũng trúng độc đang chiến đấu với kẻ địch trong ảo giác rồi, còn chưa hồi thần thực thể đã bị đánh bại, anh vẫn là đến muộn một bước mà. Lúc này, con Boss kia có vài phần không hiểu, tại sao tên lùn này vẫn còn ở đây chứ, chẳng phải đang đi nhặt ma khoáng sao, còn nữ nhân bên cạnh đâu. Còn đang tự vấn bản thân, bất ngờ, một mũi tên khổng lồ được bắn tới, chỉ có điều lại xoẹt qua Boss kia mà bay đi. Nhân lúc Boss lớn đang mải nhìn về phía nữ nhân giỏi ẩn nấp kia, Feda từ một bên một lần nữa cầm búa lớn xông tới, một búa đánh mạnh xuống. Vội vàng đưa tay ra nắm lấy trang bị này, Boss lớn có vẻ đã bị chọc giận rồi, thấp hơn cô ta tận 2 cấp. Còn mong dùng loại tấn công này gây ra sát thương gì với Boss như cô ta sao, nếu như đã chủ động dâng thân mình lên, vậy thì để cô ta tọa nguyện cho vậy. Ngay sau đó, chất lỏng màu xanh kia một lần nữa được phun ra hòng ăn mòn tên lùn trước mặt. Giây sau đó, khi Boss này định quay lưng bắt lấy tên lớn của Aileen, một bàn tay tức thì nắm tới cổ chân cô. Mặc kệ bản thân đang không ngừng bốc hơi, Feda vẫn ngoan cố ngăn không cho đối phương động thủ. Cũng chính vì thế, khi mũi tên lao tới, con Boss kia chính thức không kịp né tránh. Trước tình hình này, Feda không khỏi cười lên thỏa mãn, không biết người lùn bọn anh có kỹ năng ra đá chuyên thuộc sao. Tuy đối mặt với hiệu quả kỹ năng độc tính cấp 2, nhưng ít nhất có thể cho anh cơ hội được cầm chân Boss lớn nó. Nhưng còn tưởng Boss kia đã trúng đòn, cuối cùng thì ả vẫn kịp thời đưa tay tới bắt lấy mũi tên kia, sau đó dùng kỹ năng mà làm tan chảy nó. Nhìn thấy điều này, cả Aileen trong bụi rậm lẫn Feda nằm dưới chân cũng bất ngờ vô cùng, vậy mà không bị thương chút nào sao. Khóe miệng ả Boss cong lên đầy tự tin, không lẽ mấy tên các ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào hai nhà mạo hiểm cấp thấp như này có thể đả thương được ả sao, nực cười. Ngay sau đó, ả Boss này lạnh lùng mà tung tiếp lần nữa chất lỏng màu xanh của bản thân về phía Feda. Thấy đồng đội vì mình mà bị tiêu diệt, Aileen trong bụi không kìm được mà gọi tên anh, cuối cùng tạo ra sơ hở để cho ả đàn bà kia phát hiện ra được. Ngay sau đó, ả liền đưa một ngón tay của mình về phía trước, tuyến bắn độc dịch, trực tiếp gây ra sát thương với Aileen. Sau khi đã giải quyết được kỳ đà cản mũi, ả Boss này liền bước tới chỗ Vĩnh Thanh, bây giờ thì có thể nghiên cứu nhà mạo hiểm có khí tức ác ma này rồi đó. Nhưng khi quay lại, đã chẳng thấy Vĩnh Thanh đâu rồi, chẳng lẽ là chưa chết sao, cả tên tiểu tử ban nãy nằm cạnh nữa, cũng không thấy bóng dáng đâu. Hướng mắt theo vệt máu kéo vào trong rừng, hiện tại, Định Phong với thân thể đang không ngừng chảy máu đang gồng mình cõng lấy Vĩnh Thanh rời đi. Bọn họ phải cố gắng cầm cự, tuyệt đối không thể bỏ mạng tại cái nơi hẻo lánh này được. Dễ dàng nhận ra con mồi đang di chuyển như thế nào bên trong khu rừng kia, ả Boss đương nhiên hả hê lắm. Một tay vươn thẳng ra trước mặt, tụ vào khí lực cực lớn, hai con chuột nhát kia, tuyệt đối đừng hòng chạy thoát được nơi này. Cứ thế, cô ta liền phóng ra một đường dài năng lượng của bản thân, xuyên thẳng vào trong cánh rừng, nhanh chóng đã đuổi kịp Định Phong. Trước ánh mắt bàng hoàng của cậu, thì bùm một tiếng, nổ tung hết cả. Trước đòn tấn công quá đỗi bá trái này, ả Boss chỉ chực lên một tiếng, tấn công không khống chế tốt rồi, xem ra ả đã xử luôn cả tên nhà mạo hiểm đặc biệt kia mất tiêu, đáng tiếc quá đi. Nhưng làm gì có cái chuyện đó chứ, một tay Vĩnh Thanh bất ngờ đưa tới sau khi chặn lấy đòn tấn công kia. Rồi từ từ cất giọng, cậu có chút không rõ kỹ năng của Boss đây ra sao, nhưng hiện tại, cậu đã nâng cấp lên level 7 rồi đó. Thấy tiểu tử kia không làm gì cũng tăng lên level 7, ả Boss này coi bộ vô cùng bất ngờ, điểm kinh nghiệm của cậu rốt cuộc từ đâu mà có chứ. Còn từ đâu sao? Đương nhiên là do đám nô tì hết mình với nghề đã giúp cho Vĩnh Thanh đạt được cấp độ này rồi. Đứng nhìn con quỷ đang nằm chết nhăn răng trước mặt, bàng địch vô cùng hài lòng, cuối cùng cũng đánh xuyên địa thành này rồi. Như vậy thì chủ nhân của cậu có thể ung dung tăng lên cấp 7 đó. Quay trở lại địa thành rừng mị hoặc này, đứng đối diện Boss lớn trực tiếp đối chất, từ đầu đã không có oán lệ mị tượng gì ở đây cả. Từ giây phút bọn họ bước vào địa thành này, đã dần bước vào huyễn cảnh dưới sự ảnh hưởng của khí độc mỏng rồi. Nhìn vào ngọn lửa đang bừng lên trên tay, bây giờ khí độc trong địa thành này gặp phải lửa của cậu cũng có thể bị đốt cháy rồi. Lúc trước không thấy cháy là vì cấp kỹ năng không đủ, thuộc tính dễ cháy này chính là bị áp chế rồi. Trước những lời kia của Vĩnh Thanh, ả Boss tức khắc tung ra một đòn tấn công về phía cậu,
sau đó là liên tiếp bắn ra đạn độc dược đa trùng của mình hòng muốn kết liễu đối thủ. Theo đó, những đạn độc dược mà ả bắn ra nổ tung tóe khắp nơi Vĩnh Thanh chạy qua, cảm tưởng như đang đốt pháo hoa ấy nhỉ. Nhưng hiện tại, mấy đòn công kích của boss kia đã chẳng là gì trong mắt của Vĩnh Thanh cả. Chỉ chạy một đường, cậu đã cầm kiếm lướt tới trước mặt của ả ta, lướt qua đạn độc dược đang bắn tới, một đường chém mạnh đối thủ. Nhưng lần này cũng không dễ gì hạ gục được ả a, nhìn mà xem, vết thương lớn như thế mà lại đang lành lại vô cùng nhanh chóng. Còn hiện tại, đối diện với Vĩnh Thanh, boss kia không còn cợt nhả được nữa, một tay ả ta tụ độc dược lại nghiến răng mà xông lên. Tuy rằng vết thương lớn kia đang được lành lại, nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo, sau này ả không thể mặc bikini nữa rồi đó. Cứ như vậy, cả hai lập tức đối diện với nhau bằng luồng khí tức xanh đỏ, không một bên nào chịu nhường bên nào, không khí lúc này vô cùng căng. Nhưng có vẻ, ả boss kia vẫn còn cợt nhả lắm, xem ra Vĩnh Thanh không có trí nhớ nhỉ. Độc dịch của ả gặp lửa của cậu sẽ bốc hơi thành khí độc, lại một lần nữa tiêu hao khiên, cũng là một lần nữa cậu bị trúng độc đó. Trước lời này, Vĩnh Thanh vẫn vô cùng bình thản, có phải như thế không thì phải thử mới biết được. Ngay sau đó, cậu liền sử dụng phần thời hỏa diệm, trực tiếp đốt cháy mạnh mẽ hơn. Thật chẳng thể ngờ, xương độc mà ả boss kia tự tin như vậy, hiện tại đã bị thiêu rụi hết, trong sự bàng hoàng của ả, cứ vậy mà nổ tung lên. Lúc này, với thân thể bị thương không ít, cùng với mái tóc đã bị thiêu rụi, ả boss kia chỉ còn cách bỏ đi, thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, may mà chiêu như nhau lại lừa được tiểu tử kia. Quan trọng nhất vẫn là trốn đi trước vậy, chờ sau khi ả phục hồi lại sẽ đến tìm Vĩnh Thanh tính sổ, cho dù đánh không lại cậu, cũng phải giải quyết sạch lũ đồng đội còn lại. Nhưng đây mới chỉ là dự tính của ả mà thôi, còn chưa bước đi được bao lâu, một đường sáng bất ngờ xoẹt thẳng qua trước mặt, ngay sau đó cặp sừng của ả bất ngờ bị cắt phăng đi. Phục kích sao, còn có người thứ sáu à? Lúc này, một bàn tay đưa tới đỡ lấy thân thể của nữ nhân kia, bàng địch cúi xuống nhìn chằm chằm cô ta, không phải là người, nhưng cũng tính là người thứ bảy đó. Không để cho boss kia kịp thời phản ứng, bàng địch trực tiếp phản công, lửa lớn liền thổi tung ả bay đi. Tiếp theo đó, người thứ 8 lại xuất hiện, một kiếm chém mạnh về phía trước, cuối cùng chốt lại là bay thẳng vào mồm của La Ốc. Không thể để La Ốc ăn thịt boss trắng trợn như vậy, cả ba tức thì bắt nó nôn ra, nhìn qua một hồi thì có thể thấy ả vẫn còn chút hơi thở. Ngay khi nghe thấy Vĩnh Thanh bước tới, cả ba nô lệ ác ma tức khắc quỳ xuống cung kính hành lễ. Nhìn thấy một màn này, nữ boss kia chính là không hiểu, mấy tên bại hoại đó rõ ràng đều là ác ma như ả, sao lại phải cúi mình với một con người chứ, ả thà chết cũng không khuất phục. Ồ, vậy ra là còn cái chết à, thế thì Vĩnh Thanh cũng xin đáp ứng nguyện vọng vậy. Không để cho nữ nhân kia kịp thời ngăn lại, kiếm lớn vung tới khiến cô ta thẳng thốt tột độ. Một lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt là ba cái khuôn mặt xấu như ma cấu đang nhe răng ra cười, bọn họ lại có thêm một đệ rồi. Lúc này, nhìn về phía Vĩnh Thanh, nữ boss kia tức thì quỳ rạp người xuống, phục tùng trước lãnh chúa đại nhân. Sau màn này, sức mạnh của Vĩnh Thanh tăng lên đáng kể, đến cả các nô tỳ của cậu theo đó cũng cảm nhận được. Cảm giác sức mạnh của họ cũng mạnh hơn rất nhiều rồi, trưởng thành với lãnh chủ quả thật quá tuyệt vời mà. Mà lúc này, Aileen hai tay ôm lấy Feda với Định Phong chạy vội tới chỗ Vĩnh Thanh, hai người họ sắp không ổn rồi. Aileen đã dùng hết thuốc điều trị sơ cấp cho cả hai rồi, nhưng thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng. Lúc này, người phán xét Ia Kesi liền cất lời, loại chuyện nhỏ này sao có thể để cho lãnh chúa cậu làm được, vẫn là để cho anh ta ra tay đi. Không chần chừ thêm giây phút nào, Ia Kesi liền sử dụng thuật trị thương của bản thân mà chữa trị cho hai người đang nằm trên đất. Điểm kinh nghiệm của con boss này còn thiếu một chút mới có thể để họ nâng cấp, nếu không thì họ có thể đầy máu ngay rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, lúc trước bọn quái nhỏ đã theo boss cùng xuất hiện, lúc này hoàn toàn không cảm ứng được nữa, vậy lũ quái nhỏ đó đi đâu rồi nhỉ? Trước thắc mắc này, Oán Lệ Mị Tượng liền chỉ cho Vĩnh Thanh biết, phía trước còn có một số dương báu, chỉ có cô mới biết chỗ đó ở đâu. Trước lời này, bàng địch ở bên cạnh không khỏi khó chịu, vừa mới trở thành nô tỳ của lãnh chúa đã tỏ lòng trung thành lấy thiện cảm sao, người đàn bà độc ác này quả đúng xấu xa mà. Nhìn về phía Định Phong đang được trị thương trước mặt, theo như quan sát thì khí sắc của hai người họ đã tốt hơn nhiều rồi. Tuy thủ đoạn không thể tái sinh, ít nhất cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chờ ra ngoài rồi mới tìm mục sư cấp cao điều trị cho họ vậy. Cứ thế, Vĩnh Thanh liền giao phó cho Aileen dẫn hai người kia ra khỏi địa thành tước, đi tìm mục sư điều trị, chi phí với cậu thì không cần phải lo. Sau đó liền ra lệnh thích khách nội tháp hồ đi theo Aileen đề phòng. Các ác ma khác ở trong không gian ác ma của cậu đi mở dương báu. Tay săn cấp 4 lúc trước bây giờ đã biến đi mất tiêu rồi, chắc boss chiến vừa bắt đầu hắn đã bỏ chạy rồi. Aileen có nội tháp đồ cấp 7 đi theo, chắc là không có vấn đề gì đâu. Lúc này, đi cùng với nội tháp đồ ra khỏi địa thành, cậu ta không khỏi thắc mắc tại sao Aileen còn choàng tấm khăn này cho tên lùn cơ chứ. Trước câu hỏi này, Aileen hai má liền ửng hồng lên, đây cũng là vì giáp của Feda đã bị Tali hủy đi mất tiêu rồi, đâu thể nào để cho anh ta ở chuồng được chứ. Thở ra một hơi,
loại vật chủng ác ma từ kiếp trước đến kiếp này như nội tháp hồ đây, thật chẳng thể hiểu nổi hành động này của Aileen nữa. Đồng đội là dùng để lợi dụng, còn hắn có chuồng hay không chuồng chẳng có gì phải bận tâm. Mải mê nói chuyện, khi bàn chân đi tới một chỗ, nội tháp đồ bất giác giật mình, ngay sau đó, từ bên dưới mặt đất một cái bẫy lớn bật lên. Tiếp đó, không để cho nội tháp đồ kịp thời phản ứng, từ đâu, một cuộn dây xích liền tung ra quấn lấy tay của cậu. Lại là loại giỏi đánh phục kích giống như cậu sao, đúng là nhàm chán mà, cứ thế sợi xích kia liền được cậu ta hất mạnh ra. Nhưng chỉ có một điều, ngay khi sợi xích đó bị hất đi, hàng chục sợi xích tương tự liền vung tới, quấn chặt lấy thân thể của cậu, treo lơ lửng trên không. Lúc này, Aileen ở bên dưới vô cùng hoảng hốt, chính vì thế mà chưa kịp hiểu lời cảnh báo của nội tháp đồ, cô đã bị thằng Trả Châu Ngân ở phía sau cười nham hiểm xông tới. Không thể để đối phương lộng hành như vậy, nội tháp đồ lập tức vung mình lên mà thoát khỏi đám xích kia, sau đó nhảy xuống chạy tới chỗ Aileen. Trước hành động này, tên Châu Ngân tức thì tụ khí vào tay, hắn chỉ sợ là cậu không đến thôi. Mà ở bên này, dương báu cuối cùng cũng được mở ra, bên trong quả thực là ma khoáng hiếm. Nhưng đợi một chút, Vĩnh Thanh cảm nhận được điều gì đó, cuối cùng nhận ra được bên nội tháp đồ đang bị phục kích. Dương báu còn lại là giao cho Tali, mở xong thì tập trung ở lối vào dưới thành. Mà ở bên này, chỉ sau một lúc, Aileen đã nằm im trên mặt đất, còn ở bên cạnh là tên Châu Ngân cùng với nội tháp đồ đang chiến đấu. Nhìn xuống thứ màu đen gớm ghiếc dưới chân của mình, cậu ta thật không ngờ tên tiểu nhân kia sớm đã có kế hoạch mai phục ở đường mà bọn họ phải đi qua, thứ dinh dính kia rốt cuộc là gì. Bước tới trước mặt nội tháp đồ, Châu Ngân vô cùng tự tin, đó là kỹ năng riêng của hắn, bẫy đen đó, dùng phép cường hóa, cậu không thể ra được đâu. Chờ hắn xử xong cậu, thì ở đây tiếp tục mai phục tiếp, tập kích chủ nhân của cậu, thật sự không biết là tính kinh nghiệm một người hay tính cả nô tì nhỉ. Nghe tới đây, nội tháp đồ đã tức lắm rồi, chỉ dựa vào Châu Ngân hắn mà cũng có ý kiến với lãnh chúa đại nhân sao, tưởng rằng ngụy trang cấp của mình thành level 7 được à? Ngụy trang sao? Sở dĩ nói cấp thị giác có thể nhìn thấy là biểu hiện cự tượng hóa để kéo khoảng cách thực lực hai bên. Người bị quan sát có thể thông qua kỹ năng loại ngụy trang hoặc nhà mạo hiểm áp chế bản thân ngụy cấp thành cấp thấp. Nhưng ngụy trang cấp cao rất khó, không có thực lực xứng với nó rất dễ bị nhìn ra đó. Trước lời này, nội tháp đồ có chút ngơ ra, Châu Ngân đây thật sự cấp 7 à, không thể nào, cho dù chia được kinh nghiệm của boss, hắn cũng không thể nào trực tiếp từ cấp 4 lên 7. Nhưng thực chất, tên này từ đầu đã là cấp 6 rồi, không chỉ được chia kinh nghiệm của boss, thử đoán xem, đám quái nhỏ ở địa thành này đi đâu cả rồi nhỉ. Đến lúc này, nội tháp đồ mới hiểu ra, Vĩnh Thanh đã nghe thấy chưa? Ngay khi tên Châu Ngân kia định vung kiếm tới tấn công, bất ngờ kiếm của hắn liền bị chặn lại. Từ lúc nào, Vĩnh Thanh đã đến được nơi này, lời lúc nãy cậu đã nghe thấy rất rõ đó. Không để cho tên kia kịp thời hoàn hồn, Iakesi từ phía sau chạy tới, định chém cho thằng cha này một đòn vỡ mồm. Nhưng với khả năng chiến đấu của bản thân, tên Châu Ngân này lập tức thi pháp, bẫy trụ đá liền được tạo ra đẩy mạnh đối phương đi. Quay đầu nhìn lại Vĩnh Thanh, hắn liền xông tới, chỉ tiếc là cậu đã nhận ra mà nhảy vút lên cao. Ngay khi Vĩnh Thanh vòng ra phía sau, cậu tức thì rơi vào bẫy cái ôm yêu thương của tên Châu Ngân này, trực tiếp bị nó nuốt trọn. Thấy đối phương dễ dàng mắc bẫy như vậy, Châu Ngân coi bộ hả hê lắm, giơ ra ngón giữa thân thiện chửi đều. Ngay sau đó hắn liền cho cái bẫy của bản thân mọc đầy gai nhọn. Ủa nhưng mà, còn chưa có cửa sổ kinh nghiệm, tiểu tử kia cũng chịu đòn khá đấy, thế mà chưa tắt thở. Còn đang nói câu này, bất ngờ một ngọn lửa đỏ xông tới, trực tiếp thiêu rụi hắn trong nháy mắt. Đứng lơ lửng trên không với Vĩnh Thanh, may mà Bàng Địch tuân theo ý của cậu, triệu hoán cậu từ trong đó ra trước. Còn về hạ gục tên kia thì có lẽ là chưa thể, cái thứ mới bị thiêu rụi kia có vẻ là thân thế khác hắn thay vào. Ở bên này, tại bẫy ngụy trang của bản thân, tên Châu Ngân tức thì hiện hình, nhưng còn chưa kịp làm gì, tên này đã giật mình khi phát hiện ra la ốc của Vĩnh Thanh đang đánh hơi hắn. Lập tức ra hiệu cho con quái kia im lặng, nhưng làm gì có chuyện ngon ăn thế cơ chứ. Ngay sau đó, Bàng Địch tức thì hiện ra, nhẹ nhàng tặng thêm cho thằng cha mất dạy này một mồi lửa, coi như là quà tặng kèm. Nhưng cuối cùng vẫn là để cho tên kia thoát khỏi, bỏ chạy như một con cờ hó. Chạy được một đoạn, nội tháp đồ liền hiện lên, trực tiếp tung đòn đánh thẳng về phía thằng cha này. Cũng chính vì công kích quá lớn mà đống bẫy của Châu Ngân theo đó cũng hiện lên tất thảy. Ngồi gọn vào một nơi, tên này vô cùng hoảng sợ, kỹ sĩ ác ma kia không những chưa chết. Đã vậy còn dùng kỹ năng AOE chạm phát toàn bộ bẫy của hắn, bây giờ không kịp bố trí bẫy mới, hắn không còn phần thắng nữa rồi. Đến lúc này rồi mà vẫn còn muốn chạy sao, tỉnh lại đi ông cố ôi, chạy không có thoát đâu. Từ lúc nào, Tali đã xuất hiện ở phía sau, miệng tụ ra chất lỏng mà nhổ thẳng vào mặt thằng cha kia. Nhìn tên tiểu nhân đã bị tiêu diệt, khi hắn mở mắt ra một lần nữa, đã trở thành thợ săn ác ma của Vĩnh Thanh rồi. Bây giờ thì, thằng cha kia đã trở thành em út trong đoàn rồi, a hi hi, mau gọi đại ca đi. Sau khi phân phó nhiệm vụ cho tất cả, Vĩnh Thanh liền nhìn về tên Châu Ngân kia,
anh ta và nội tháp đồ sẽ đổi thành hình người về công hội của chính mình. Nói với người phái bản thân đến, Vĩnh Thanh và đồng đội bị giết sạch rồi, để cho chúng yên tâm, sau đó ở lại trong đó, có tình báo gì thì báo với cậu. Ở một bên khác, một đội nhóm nhà mạo hiểm đang phải chạy tụt quần vì bị boss hoang dã level 10, cự hình mãnh mã nhân tấn công. Duy chỉ có một Khứa là chiến sĩ nhà mạo hiểm, hội trưởng công hội Châu Dết, Châu Hạt đang đứng ung dung một mình trên vách núi. Video của mình đến đây là hết rồi. Bên trên là nội dung tóm tắt phần 1 của bộ truyện. Nếu các bạn có ý kiến gì thì hãy để bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên để lại cho mình một like, đăng ký và ấn chuông theo dõi để nhận những video thú vị hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.